À, và chúng ta bắt đầu làm. Mem vào, mem gõ cái rồi. Rồi, mem gõ code hết chưa ta? Nhớ là đừng coi sách vở gì em, chúng ta không có lấy điểm gì đây hết. Ờ, để thử coi mình, nếu mình đọc bài trước mình còn nhớ được bao nhiêu, đơn giản vậy thôi. Đó, và lát thì sẽ, khi mà thầy giảng nữa thì mình sẽ. Nhưng không vô được cái khó đó thì thôi. Chắc có lẽ là nó đủ nó đủ. Ủa mấy bạn vẫn còn đang vô nè, thầy Đi tưởng học là đủ quá, đủ tối đa. đi học cũng được. À vậy hả, thôi được rồi rồi, không được rồi, em làm thử chứ thầy cũng không biết sao ấy được, không sao đâu, chủ yếu một lơ thử cái bạn nào tham gia vô thì để coi là nhớ bài được bao nhiêu thôi, nó cũng không có trong cái quy chế, cũng không có lấy vào cái cột nào cho nên được. Rồi rồi thôi thầy bắt đầu nha, có lẽ 65 bạn đã vào rồi, còn nữa không, còn nữa thì em vào rồi. Rồi thầy bắt đầu nha, các bạn khác thì khi gõ vô cũng có thể chơi ngay. Rồi thầy bắt đầu.
Em đánh nhanh lên nha, nộp về nha. Tại không biết sao, không biết là thầy cài có 30 giây một câu thôi mà nãy giờ có 5 câu mà sao nó làm gì nó chạy lâu dữ. Chắc bộ nó cái chơi cục cạch cài giờ hay sao á. Em đánh nhanh lên đi rồi ấy rồi chúng ta học để trễ giờ. Rồi chúng ta dừng ở đây hết mấy em, chắc là lẽ là do mấy bạn mới nhập nhập vô ở phía sau nữa, nó chưa có ai. Rồi ở đây có xếp hạng á là có ba bạn hồi nãy có nhiều hơn ha. Đó. Đây là các cái bạn mà làm 100%. Là các cái bạn này là thấy làm cũng rất là tốt, cũng không biết là trong đó là đã đọc kỹ hay không hay là có đánh lụi một số câu, nhưng mà đừng nói chung là nó có xếp hạng thì cũng có nhiều bạn làm được 100%, nhưng mà trong đó cũng có một số bạn gần như không có trả lời được được câu hỏi nào hết ha. Thì ấy một câu này để cho mấy em coi như là đầu buổi để coi là mấy em có đọc bài hay không thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần bài học ha, cái bài học hôm nay. Thì cái bài học hôm nay á, đúng ra nó là một cái phần, có thể coi như là một cái phần đại cương. À, một cái phần về đại cương thôi, tức là nếu như em học cái phần này thì bao quát ở những cái phía sau á thì nó sẽ giúp cho mấy em giải thích những cái cơ chế tác động của thuốc ở phía sau về theo cái mặt y học hiện đại. Có nghĩa là bài này thì hoàn toàn là chúng ta học về cái mặt y học hiện đại của các cái dược liệu, có nghĩa là các cái thuốc của mình nó có tác động, đây cũng là một cái điều nó có tác động, ví dụ như thuốc giải biểu thì thông thường nó sẽ chứa cái thành phần nào và cái cơ chế tác động của nó như thế nào, cái quan hệ như thế nào giữa đông và tây y. Nhưng mà nói trước, không phải tất cả các cái dược liệu nó đều thấy rõ ràng cái sự quan hệ giữa đông và tây y đâu. Tại vì sao? Có những, có nghĩa là chúng ta học y học cổ truyền thì những cái bài thuốc của chúng ta sử dụng các cái dược liệu là đã được sử dụng từ rất là lâu đời rồi. Tuy nhiên những cái dược liệu, những thành phần mà nó có căn cứ khoa học hiện đại là những thành phần mà người ta đã nghiên cứu khoa học, người ta thấy rồi nó có cái sự liên quan. Còn có những cái cây thuốc mà bây giờ thì y học cổ truyền đã xài rất là lâu rồi đó, nhưng mà người ta cũng không thấy được cái sự liên quan nhiều rồi, bởi vì với cái điều kiện máy móc hiện tại như thế này thì đôi lúc những cái chất mà nó có cái hàm lượng rất là thấp nhưng nó lại là cái thành phần mà quyết định cái tác dụng cho cái thuốc của mình, thì người ta không phân lập được, người ta không xác định được, cho nên người ta vẫn chưa thấy được cái sự liên quan đó. Thì với cái sự phát triển của khoa học thì có một ngày nào đó thì có thể là người ta tìm thấy cái mối liên quan. Tuy nhiên như đã nói thì khi chúng ta học y học cổ truyền thì tất nhiên chúng ta tôn trọng các cái kinh nghiệm đã sử dụng của ông bà, của những cái thế hệ đi trước, những cái hệ thống lý luận mà người ta đã đúc kết lại được, người ta đã đúc kết lại được. Tuy nhiên hiện nay là chúng ta đang cần, tức là chúng ta đang sử dụng cái y học hiện đại để giải thích được ở một cái khía cạnh, ở một cái phần nào đó thôi chứ chưa hoàn toàn. Bởi vì nó không phải giống như hóa dược, đối với hóa hợp chất tự nhiên, đối với các cái chất từ dược liệu đó thì chưa có một cái cây nào mà người ta phân lập được hoàn toàn hết các cái chất của nó ở trong cây hết. Bởi vì mấy em cứ tưởng tượng mấy em lấy một cái sinh vật sống là cây cỏ thì nó cũng là sinh vật sống ra, mấy em phân tích thì không thể nào mà em biết được, em phân tích một cái cây thì cũng như chúng ta lấy một cái con người ra chúng ta phân tích chất vậy đó, chúng ta không bao giờ tìm được toàn bộ các cái chất trong cơ thể hết. Thì đối với cây cỏ nó cũng vậy, và khi mà nó thích ứng với cái điều kiện môi trường sống thì nó có thể tạo ra những cái hợp chất mới ở trong đó nữa. Cho nên á, là cái việc mà giải thích được toàn bộ cái sự liên quan là nó vẫn chưa thể, nhưng chúng ta bắt buộc phải làm cái điều này, tức là em vẫn phải giải thích ở một cái khía cạnh nào đó, bởi vì trong cái xu thế hòa hòa nhập, ví dụ như
Chẳng hạn như ở bên y học cổ truyền mình thì có lương y, thì các cái lương y có thể sử dụng những cái bài thuốc đồ cho những cái bệnh nhân của ông theo cái lý luận y học cổ truyền ở một cái vùng nào đó, nhưng cái sản phẩm đó muốn được thương mại hóa. À, ví dụ như sử dụng theo cái sản phẩm là cái kinh nghiệm của gia đình truyền từ, là một cái bí quyết của gia đình truyền từ đời này qua đời khác đó, thì cho những cái bệnh nhân của cái vùng đó thì được. Nhưng bây giờ muốn thương mại hóa, muốn bán ra toàn quốc hoặc là thậm chí xuất khẩu đi các cái sản phẩm đó, hoặc là muốn đưa các cái sản phẩm đó quảng bá ra ngoài, thì bắt buộc người ta bắt mấy em phải chứng minh, mấy em phải chứng minh. Cho nên chúng ta đang sử dụng cái kiến thức của y học hiện đại để chứng minh một cái phần nào đó, bởi vì với điều kiện của mình thì mình không thể chứng minh được hết toàn bộ, nhưng mà mình sẽ làm sáng tỏ ít nhất là người ta gọi là y học chứng cứ, mà em phải có một chứng cứ nào đó trên cái việc mà sử dụng các cái thuốc đó, sử dụng các thuốc đó như thế nào, thì lúc đó thì chúng ta mới phổ biến được rộng rãi các cái dược liệu của mình, các cái thuốc, các cái thuốc của mình ra ra thế giới. Thì đó là cái nội dung của cái bài học này, là cái mục đích chính là để giúp cho mấy em biết được cây A, cây B, cây C gì đó, hoặc là cái dược liệu ABC gì đó nó có cái tác dụng này, tác dụng kia, người ta sử dụng nó với tác dụng vậy thì nó có liên quan gì với y học hiện đại, và cái gì nó quyết định cái tác dụng đó theo cái y học hiện đại, và dựa trên cái nền tảng là những cái kiến thức y học cổ truyền của mình đã sử dụng từ từ nhiều năm trước. Thì cái đó là cái mục đích của cái bài học này. Thì cái bài này nó thuộc về đại cương đó. Đại cương thì nó phục vụ cho các cái bài khác, nó phục vụ cho các cái bài khác, nhưng nó cũng rất là quan trọng, bởi vì nếu mà em học cứng cái bài này thì mình cũng có thể giải thích được nhiều cái tác dụng hoặc là nhiều cái hiện tượng ở trong tự nhiên liên quan tới cây cỏ, tới các cái dược liệu. À, thì hôm nay chúng ta sẽ tới một cái bài, đó là bài các cái hợp chất tự nhiên trong dược liệu. Thì đối với mấy em là bác sĩ học cổ truyền á, thì cái mấy em quan tâm nhiều không phải là cấu trúc, mà mấy em quan tâm nhiều đó là cái tác dụng và cái cơ chế tác dụng của các cái hợp chất tự nhiên trong dược liệu, để khi mà mình ứng dụng là vào, ví dụ như mình thấy là thuốc giải biểu thì tại sao nó có tác dụng làm ra mồ hôi, nó làm tác dụng làm ra mồ hôi là liên quan tới nhóm hợp chất nào chẳng hạn, hoặc là các cái thuốc mà mấy em sẽ học trong cái thuốc hoạt huyết ha, hoạt huyết hoặc phá huyết, thì thông thường cái nhóm thuốc này nó sẽ chứa cái nhóm hợp chất nào và cái cơ chế nó như thế nào, tại sao nó có cái tính chất đó đó. Nhưng như đã nói, chúng ta không thể giải thích được hoàn toàn, chỉ nghĩa là chúng ta đi làm theo một chiều chứ không phải là có chiều ngược lại. Chúng ta đang dùng những kiến thức y học hiện đại để giải thích một cái phần nào đó cho những cái kinh nghiệm đã xài, tức là kinh nghiệm người ta đã sử dụng những cái thuốc này ở trong quá khứ rồi, những cái kinh nghiệm đã được đúc kết thành cái hệ thống lý luận đó, chứ không có cái chiều ngược lại. Tức là ví dụ như chiều ngược lại như thế này, ví dụ thầy nói là chẳng hạn như những cái dược liệu nào mà nó thấy dụ là trong cái bào chế thuốc y học cổ truyền em sẽ được học đó, ví dụ như màu đen sẽ quy vào kinh thận rồi có tác dụng, những cái thuốc mà có màu đen thường sẽ quy vào kinh thận rồi có tác dụng lợi tiểu vân vân, thì cái đó là được đúc kết từ kinh nghiệm ngàn xưa, chứ không phải là mình làm ngược lại. Mình nói là những cái thuốc cứ chúng ta chế nó ra màu đen thì nó sẽ có tác dụng đi vào tạng thận, có tác dụng cầm máu, có tác dụng lợi tiểu, thì mấy em sẽ đi đem một cái khúc củi hay gì đó mấy em đốt lên để cho có màu đen và nó có tác dụng cầm máu là không có. Có nghĩa là ngày xưa người ta đã có cái khái niệm đó, ví dụ như giúp thuốc, khi mà thuốc những cái thuốc nào có màu đen thì hay đi vào trong quy kinh, vào trong tạng thận và nó sẽ có tác dụng cầm máu. Vậy thì hiện tại thì người ta sẽ đi nghiên cứu là tại sao cái thuốc đó có tác dụng cầm máu, chứ dựa trên những cái kinh nghiệm thừa hưởng, những kinh nghiệm mà ngày xưa giờ người ta đã sử dụng rồi, chứ chúng ta không suy luận từ một cái đó để chúng ta làm cho một cái dược liệu mới. Ví dụ như ta đem, ta đốt đem một cái dược liệu nào đó lên là chúng ta nói nó có tính cầm máu là không có. Nhưng mà bây giờ vậy thì sao, làm sao phát triển một cái thuốc mới? Thì hiện tại là nó đã có gì rồi, nó đã có những cái mô hình nghiên cứu dược lý hiện tại rồi, thì bây giờ mấy em muốn muốn làm cái đó cũng được thôi, nhưng mà mấy em phải chứng minh, tức là mấy em đưa vào trong cái mô hình dược lý của mình có đó để chứng minh rằng nó có cái tác dụng cầm máu đó. Thì đây chính là cái mục đích của cái bài học này, để giúp cho mấy em có một phần các cái kiến thức về hợp chất tự nhiên, những cái kiến thức về hóa học hiện đại để ứng dụng vào trong cái việc giải thích cái tác dụng của các cái vị thuốc ở trong y học cổ truyền. Rồi cái bài này cũng sẽ giúp em thắc mắc một cái câu thắc mắc mà người ta hay hỏi, là người ta hoặc là người ta hay nói, người ta hay phản ánh đó, là tại sao
dược liệu thuốc y học cổ truyền thì gần như cái tác dụng gì cũng có mà cái gì cũng yếu hết đó, tức là kiểu nôm na là cái gì nó cũng yếu và tác dụng gì cũng có. Một cái dược liệu nó có rất nhiều tác dụng, nhiều khi chúng ta hỏi một cái tác dụng dược liệu nào đó lỡ chúng ta quên bài đi, nhiều khi chúng ta vẽ ra cái tác dụng gì đó, chúng ta nhớ nhớ chúng ta viết tác dụng gì đó, nhiều khi nó cũng rơi vào đó, nó rơi vào đó. Như vậy thì tại sao có cái đó, tức là tác dụng gì cũng rất là nhiều tác dụng mà tác dụng nó lại không mạnh. Thì khi học bài này thì chúng ta cũng sẽ thấy được là bởi vì cái hợp chất tự nhiên nó tồn tại trong dược liệu á, tức là nó rất là đa dạng, không có một cái cây nào mà có một chất cả. Cái điều đó là nó khác với cái hóa dược hay là hóa tổng hợp, tức là các cái thuốc tân dược trong cái viên thuốc đó chỉ có một cái hoạt chất duy nhất thôi, hoặc chất duy nhất thôi, hoặc đôi lúc là nó phối hợp thêm một hai cái nhưng rất rất là hiếm, một hai cái để giúp cho tăng cường cái tác dụng của nó. Còn trong một cái cây á thì nó có hàng trăm hàng ngàn chất. Ví dụ như cái vị dược liệu hoàng cầm, người ta đã phân lập được trên 200 chất rồi, khoảng 254 chất mà tiếp tục người ta vẫn tìm được những cái chất mới ở trong đó, là bởi vì khi mà cây nó sinh sống ở những cái điều kiện môi trường khác nhau thì tiếp tục cái hoạt chất đó lại bị, tức là nó lại tổng hợp ra một số các cái nhóm hoạt chất để giúp cho nó thích nghi với cái điều kiện môi trường sống, như vậy nó có khả năng nó lại tiếp tục tạo ra chất mới nữa. Như vậy thì một cây không bao giờ nó là đơn chất cả mà nó tồn tại rất nhiều các cái chất ở trong đó, các chất khác nhau. Và như vậy thì những cái chất khác nhau này mặc dù có thể là nó cùng chia sẻ một cái khung cấu trúc chung nào đó, nhưng mà về cái cấu trúc chi tiết á, thì nó sẽ là những cái hợp chất khác nhau. Bởi vì nó chỉ cần, ví dụ như mấy em đã học ở hóa hữu cơ rồi, các cái hợp chất nó chỉ cần đổi hướng đồng phân thôi. Ví dụ cái đồng phân quang học của nó, nếu nó có carbon bất đối, chỉ cần đổi RS hoặc là dạng đồng phân cis trans thôi thì nó đã tạo ra được một cái tác dụng mới rồi, hoặc là nó sẽ tạo ra một cái tác hại, một cái độc tính mới. À, một cái độc tính giữa cái đồng phân này với đồng phân kia. Cho nên là gì? Cho nên là trong một cây á, thì do rất nhiều hợp chất khác nhau, vì vậy thì nó có rất nhiều các cái tác dụng khác nhau trong dược liệu. Nhưng do chứa quá nhiều nhóm hợp chất khác nhau, nhưng mà mấy em uống trên cùng một lượng dược liệu như vậy thì chia ra cái hàm lượng của mỗi chất trong đó nó lại rất là nhỏ, cho nên dẫn tới cái tác dụng của nó yếu. Đó là cái lý do là vì sao cái dược liệu nếu chúng ta uống để ở cái dạng thô á thì thường là nó có nhiều tác dụng nhưng mà tác dụng của nó lại không có mạnh lắm, lý do là như vậy. Tất nhiên nó cũng trừ một vài nhóm hợp chất mà dù là hàm lượng thấp nhưng mà cái tác dụng cũng rất là mạnh. Ví dụ như phía sau chúng ta có học cái nhóm alkaloid á, thì thông thường alkaloid là một cái nhóm hoạt chất tự nhiên mà nó có hoạt tính sinh học, hợp chất tự nhiên mà có hoạt tính sinh học rất là mạnh. Và do nó có cái hoạt tính mạnh như vậy cho nên là gì, cho nên là nó cũng ảnh hưởng tới cái độc tính, tức là phần lớn các cái cây độc chẳng hạn thì nó đều chứa alkaloid đó. Thì trong cái hợp chất tự nhiên thì chúng ta sẽ biết các cái khái niệm đó rồi. Đây nó nhắc thêm một số nữa. Vậy thì các cái hợp chất tự nhiên ở trong cây nó tạo ra để làm gì, tức là đây là cái vai trò đối với cây. Thì phần lớn những cái hợp chất tự nhiên mà mấy em học á, trong cái ứng dụng trong cái ngành dược của mình đó, đó là những cái hợp chất người ta gọi là hợp chất thứ cấp hay còn gọi là secondary metabolites. Metabolites tức là cái chất chuyển hóa, thì secondary metabolites tức là chất chuyển hóa thứ cấp. Chất chuyển hóa thứ cấp là gì? Là những cái chất mà nó được tạo ra để giúp cho cây, giúp cho sinh vật nó chống chịu với cái điều kiện sống khắc nghiệt của môi trường xung quanh. Có nghĩa là mấy em sẽ phân biệt với một cái gọi là primary metabolites, tức là các hợp chất sơ cấp. Hợp chất sơ cấp là những cái chất mà nó cần thiết cho cái sự sống của sinh vật, nếu không có nó thì sinh vật sẽ chết. Ví dụ như điển hình là gì, chúng ta thấy là có các axit amin, các cái đường cần thiết để tạo năng lượng, rồi axit amin vân vân, thì có thể coi như đó là những cái hợp chất sơ cấp để giúp hình thành ra, ví dụ như axit amin giúp hình thành nên protein đó, thì protein là hợp chất thứ cấp, còn các cái axit amin thì là những cái hợp chất sơ cấp ban đầu chẳng hạn. Rồi ví dụ như giữa đường và tinh bột thì đường giúp hình thành ra tinh bột, thì đường là những cái hợp chất cơ bản ban đầu, là những hợp chất sơ cấp. Thì đối với sinh vật á, các hợp chất sơ cấp thì cần thiết cho cái sự sống của nó, nếu không có những hợp chất đó thì sinh vật không thể tồn tại được. Nhưng còn hợp chất thứ cấp thì cần thiết cho cái gì, cho cái quá trình tồn tại. Hiểu nôm na có thể nói như ở con người mình là cho cái chất lượng cuộc sống tốt hơn, cho việc duy trì nòi giống, thì cây nó cũng vậy thôi. Tức là nếu như cây á nó tồn tại trong một cái điều kiện môi trường khắc nghiệt thì nó phải tạo ra những cái hợp chất rất là đặc biệt để giúp cho nó chống chịu với điều kiện môi trường đó. Ví dụ như em có nghe tới thiên sơn tuyết liên đó, thì thiên sơn tuyết liên không phải là một cái loại dược liệu trong truyền thuyết mà nó là một cái loại dược liệu có thật. Sausuria involucrata là một cái cây, một cái chi thuộc họ cúc ha,
Thì cái chi Sahuria là mà một em sẽ học là nó cùng chi với Vân Mộc Hương, dược liệu Mộc Hương, họ thuộc họ Cúc. Và nó tại sao cái dược liệu đó nó quý thì hiện nay mấy em thấy là người ta cũng có bắt đầu rao bán, nhưng mà về cái chất lượng thì cũng không bán trôi nổi thì cũng không biết thật. Nhưng mà dược liệu Thiên Sơn Tuyết Liên thì là một cái dược liệu rất là quý của các cái vùng ở Tây Tạng, ở núi Thiên Sơn, tức là nó mọc ở dãy núi Thiên Sơn cho nên được gọi là Thiên Sơn Tuyết Liên. Và đây là một cái cây đặc thù của cái vùng núi đó, tức là nó chỉ nảy mầm ở 0 độ C và phát triển ở 4 độ. Ở cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt cực kỳ như vậy thì cây nó sẽ sinh tổng hợp ra những cái chất để cần thiết cho nó chống chịu với điều kiện môi trường. Như vậy thì những cái chất đó thì có thể có những khả năng nào, ví dụ như giúp cho cơ thể chống lại các cái stress oxy hóa đó, kháng lại với các cái điều kiện xung quanh, tức là để dễ điều kiện khắc nghiệt thì có thể gây ra các stress oxy hóa. Cho nên là những cái dược liệu Thiên Sơn Tuyết Liên là một dược liệu cực kỳ tốt cho cái việc chống lão hóa, chống oxy hóa, chống lại các cái stress oxy hóa ở cái môi trường xung quanh tạo ra nó. Rồi hoặc là ví dụ như mấy em thấy các cái dược liệu chứa tinh dầu đi, chẳng hạn như rau thơm, khi mà mình ăn rau thơm ở trong cái miền Tây, các cái đồng bằng sông Cửu Long rồi chẳng hạn, hoặc là trong miền Tây thì thường những cái rau thơm rất là tốt, bởi vì nó phát triển sinh khối nhiều, nó mau lớn, phát triển tốt, nhưng cái mùi nó không đậm. Còn khi đi ra ở miền Trung thì nếu mà mấy em ăn các cái rau thơm á thì mấy em sẽ thấy là cái mùi của nó cực kỳ độc, cực kỳ đậm. Tức là cái mùi nó cực kỳ đậm. Bởi vì sao? Bởi vì nó phải tích lũy một cái lượng chất, cái hàm lượng hoạt chất khá cao để chống chịu lại với những cái điều kiện môi trường xung quanh đó, khắc nghiệt đó. Và trong đó thì tùy vào cái điều kiện địa lý thì nó có thể hình thành một số các cái thành phần nào đó và cái hàm lượng nó cao hơn so với khi nó phát triển ở cái điều kiện bình thường. Như vậy thì đó là cái mục đích để chống chịu điều kiện môi trường. Rồi ví dụ như ở một số loài chẳng hạn như các cái cây tại sao nó độc, ví dụ như cây sồi ở châu Âu, cây sồi nha chứ không phải là cây xoài của mình, thì nó phát triển rất là nhiều các cái nhóm hợp chất tannin, tức là chất chát, để chi, để cho tránh cái sự ăn các cái loài động vật ăn cỏ ăn vào thì nó sẽ gây kích ứng dạ dày, gây ra cái cảm giác kích ứng khó chịu và thậm chí có thể gây độc đó, chẳng hạn để làm cho các loài động vật ăn cỏ không ăn được nó đó. Rồi tuy nhiên cái việc mà cái sự cạnh tranh giữa cái cơ chế tồn tại giữa cái con mồi và cái động vật ăn nó, ví dụ như đây là giữa cỏ và các cái động vật ăn cỏ, thì các cái loài thực vật nó sẽ tạo ra được những chất như vậy đó, nhưng ngược lại các cái loài động vật nó cũng sẽ tạo ra những cái chất để thích ứng lại, hoặc là tạo ra những cái cấu tạo đặc biệt để thích ứng lại có thể ăn cái loài thực vật đó. Ví dụ như người ta ở châu Âu nó cũng có một cái cây được gọi là cây dẻ ngựa. Cái dẻ ngựa gọi là cây dẻ ngựa là bởi vì nó không phải, nó do không phải giống hạt dẻ của mình, mặc dù cái quả nó cũng giống giống vậy nhưng mà nó là một cái họ khác nhau. Họ khác nhau thì cái cây dẻ ngựa này nó cũng cực kỳ, cái quả nó cực kỳ chát, cái quả hạt của nó cực kỳ chát, và thông thường thì chỉ có sóc hoặc là ngựa rồi ăn được thôi đó, và còn con người thì ăn cũng không được. Tại vì sao? Tại vì nó có thể gây kích ứng rất là mạnh, còn trong khi các cái loại sóc hoặc là ngựa đó thì nó phát triển một cái hệ tiêu hóa có thể thích ứng và trung hòa các cái độc tố đối với cây dẻ ngựa. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy đây là một cái cơ chế tương tác giữa con mồi và các cái và những cái động vật ăn cỏ hoặc là động vật mà ăn cái con mồi đó, thì nó sẽ tạo ra những cái hợp chất khác nhau. Và vậy thì đây là những cái hợp chất gọi là hợp chất thứ cấp, nó được tạo ra với cái mục đích là để cho nó sống tốt hơn với cái điều kiện môi trường xung quanh, để tránh được những kẻ thù của nó. Và một cái mục đích nữa đó là gì? Đó là các cái hợp chất này được tạo ra với cái mục đích là để duy trì nòi giống. Ví dụ như các cái loại hoa đó, tức là những cái cây mà nó hoa mà nó thụ phấn nhờ côn trùng, nhờ ong bướm, thì em sẽ thấy là các cái hoa đó nó thường rất là thơm. Một là thơm nè đó, thứ hai không thơm thì phải đẹp. Hoặc là có cả hai thì càng tốt, tức là vừa thơm vừa đẹp. Để chi? Cái mục tiêu của nó là để thu hút côn trùng và thu hút ong bướm đó tới cho cái quá trình thụ phấn, tức là những cái hợp chất tạo ra những cái hợp chất tinh dầu đặc biệt. Và người ta có thể thấy một số cơ chế, ví dụ như cái hợp chất eugenol nó lại có một cái sức thu hút đối với các con bọ lan chẳng hạn đó. Rồi ngược lại thì một số cái tức là nó giúp để thụ phấn nó, cho nên là mấy em sẽ thấy ngược lại là một số cây thụ phấn nhờ gió thì cái hoa nó lại không hề đẹp, là tại vì nó đâu có cần thu hút ong bướm, thu hút côn trùng
đó thì cái hoa nó không không có cần đẹp, nhưng trên cái đặc điểm của cái đầu nhụy của nó lại dính, để có cái đặc điểm rất là dính, để cho những cái hạt phấn khi mà nó tung lên á, gió nó tung lên và nó rớt trên cái đầu nhụy thì nó sẽ bám vào đó, nó dễ thụ phấn hơn. Như vậy thì có thể thấy rằng các cái hợp chất tự nhiên và chúng ta học chủ yếu là những hợp chất thứ cấp, giúp cho sinh vật chống chịu lại với cái điều kiện sống môi trường xung quanh, giúp cho nó thích nghi được với cái điều kiện sống. Và những cái hợp chất này được chúng ta chiết xuất ra, được chúng ta sử dụng thông qua cái việc sử dụng ở dạng thô, ví dụ chúng ta uống dịch liệu thô, hoặc thông qua cái quá trình chiết xuất để lấy được nó, và nó cũng có một số các cái giá trị đối với con người. Thì đó là các cái hợp chất tự nhiên, mà cái vai trò của hợp chất tự nhiên đối với trong y dược, và cái vai trò gọi là vai trò của nó trong tự nhiên đối với những cái cơ thể mà tạo ra nó, các cái loài thực vật tạo ra nó là như vậy. Rồi thì bây giờ chúng ta đi vào trong từng cái nhóm chất đó, trong từng nhóm chất thì cái nhóm này đối với các nhắc lại đối với các cái nhóm chất á, thì mấy em học kỹ dùm, đối với về cái việc cấu trúc thì thầy sẽ ít hỏi cấu trúc, mà chủ yếu là sẽ hỏi mấy em về các cái phần, đó là các cái tính chất của nó là một nè, thứ hai nữa là gì, cái công dụng là cái quan trọng nhất, và kế nữa là nó có thể phát hiện trong những cái nhóm thuốc nào, những cái nhóm thuốc nào mà chúng ta có thể gặp mà các cái axit hữu cơ. Rồi thì axit hữu cơ này thì từ phổ thông chúng ta cũng đã học rồi, nó là những cái hợp chất và mà có nhóm carboxylic ha, tức là cái nhóm carboxylic là nhóm CO, nhưng mà nhóm COH thì gọi là nhóm carboxylic đó. Thì nếu chúng ta nói là carboxylic là có nghĩa là có CO thì nó vẫn có CO, nhưng mà trong đó thì có ceton, có anđehid, cũng có CO, thì chúng ta nói là carboxylic là nó thích hợp nhất và có công thức chung là RCOH, thì nhóm COH người ta gọi là nhóm carboxylic. Và trong thiên nhiên á, thì axit hữu cơ có thể tồn tại ở dạng tự do, dạng muối hoặc là dạng ester. Và chúng ta lưu ý là không phải, đối với axit hữu cơ á, thì nó phải tồn tại ở dạng tự do nó mới có vị chua. Tức là cái vị chua này do cái ion H cộng nó tạo nên, tức là RCOH nó sẽ phân giải thành phân ly thành RCOO trừ và H cộng, thì cái H cộng này tạo nên cái vị chua. Đó. Còn cái dạng ester là cái dạng kết hợp của nó, thì cái dạng này thường có mùi thơm, và một số cái dạng ester có khả năng bay hơi, có khả năng bay hơi và nó làm cho quả chín có mùi thơm. Đó thì cái này chúng ta cũng biết rồi, ví dụ như ethyl formiate nè, rồi ethyl acetate vân vân, ngày xưa chúng ta học rồi. Rồi ngoài ra nó còn tạo dạng muối với kiềm, và lúc đó nó cũng làm giảm hay không còn vị chua. Thì nói tóm lại là gì, nó có các cái dạng tồn tại, nó có ba dạng tồn tại chính, dạng tự do, dạng ester và dạng muối, thì trong đó cái dạng mà nó có vị chua đó là cái dạng tự do và là cái dạng chính thức của nó. Rồi cái vai trò của axit hữu cơ ở trong cây thì thôi cái này mấy em coi thêm, nãy giờ thì thầy cũng đã giải thích vai trò chung của hợp chất tự nhiên. Thì đối với cây thì axit hữu cơ nó cũng được tạo ra với một số cái vai trò nhất định, ví dụ như người ta thấy rằng là các cái axit ceton, axit tricarboxylic, tức là nó có ba nhóm COH thì đóng vai trò quan trọng trong chuyển hóa của cây. Ví dụ như một cái axit đó là axit sikimic, thì cái axit sikimic này, xin lỗi mấy em bên đào tạo đang gọi cho thầy để thầy trả lời ngắn thế. Đoàn ơi, alo, đang dạy cho i4 à, rồi. À thì cái axit sikimic này á, thì nếu bà em nào mà ở tuổi bà em thì còn nhỏ, nhưng mà không biết là cái đợt lúc là đợt đại dịch đó, thì chắc là lúc đó mấy em còn nhỏ nên không nhớ, là chúng ta biết là Tamiflu à, cái đợt chúng ta có một cái đợt dịch cúm nữa cách đây rất là lâu rồi, khoảng mười mấy năm rồi, đó là H5N1 cúm gia cầm đó. Thì cái đợt đó thì sau đó thì ra được cái thuốc đặc trị cho cái cúm gia cầm đó, chính là oseltamivir là cái hoạt chất của nó. Khi mấy em thấy cái đuôi ivir, đó là thuốc kháng virus, thường là thuốc kháng virus. Thì cái thuốc, cái oseltamivir đó là một cái nhóm một chất mà nó được bán tổng hợp từ axit sikimic. Axit sikimic này là một cái chất trung gian nằm trong cái quá trình chuyển hóa của cây, tức là từ cái axit này nó lại là tiền chất để tổng hợp nhiều cái nhóm hợp chất khác, mà thông thường là tổng hợp những cái hợp chất phenol có cấu trúc C6 C3 đó. Thì thôi cái này cấu trúc thì chúng ta không nói sâu về vào. Thì từ cái axit sikimic này nó đặc biệt rất nhiều ở trong quả đại hồi, và trong cái thời kỳ đó đó thì chính là người ta chiết xuất cái axit sikimic này, và từ axit sikimic bán tổng hợp ra cái oseltamivir.
Thì để có gì thì lâu lâu thì thầy dạy thầy sẽ thoát để thầy viết trong cái tin nhắn đó, cái tên hoạt chất đó đó, đó để với em coi. Đó, oseltamivir. Nếu như bạn nào mà cái lúc thời điểm đó có biết thì đây là cái hoạt chất của một cái biệt dược là Tamiflu. Thì Tamiflu chuyên dùng để điều trị cúm, tức là cúm H5N1. Đó gọi là oseltamivir. Thì cái axit citric này nó có trong nhiều cây, nhưng đặc biệt là cái lượng cái hàm cái tỷ lệ của nó rất là cao ở trong cái quả đại hồi của mình. Đó, mà mình hay nghe một cái bài đọc được gọi là rừng hồi xứ lạng đó, thì ở mình á, hồi của mình là được trồng nhiều. Đó, mình được trồng nhiều ha, mình được trồng nhiều ở ở Lạng Sơn, và hồi ở Lạng Sơn cũng là một trong những cái loại hồi mà thương phẩm tốt hàng đầu ở ở trên thế giới, tốt hàng đầu ở trên thế giới. Và cái từ hồi đó người ta chiết xuất cái axit citric để bán tổng hợp trong oseltamivir và ra cái sản phẩm là Tamiflu dùng trong điều trị cúm H5N1. Nói để thấy là mấy em thấy là một cái điều như thế này. Tất nhiên là như vậy thì không phải là cái dược liệu các hợp chất tự nhiên này nó chỉ phục vụ ở trong cái lĩnh vực dược liệu, cái lĩnh vực y học cổ truyền hoặc là thuốc học cổ truyền, mà người ta còn sử dụng các cái hợp chất tự nhiên trong cái việc bán tổng hợp hoặc là sử dụng như một cái nguồn nguyên liệu trong các cái thuốc tân dược. Thì tại sao nó cũng có điều khác biệt là gì? Là đối với các cái khi mà mình sử dụng dược liệu hoặc là thuốc y học cổ truyền á, thì mình đang sử dụng ở cái dạng hỗn hợp. Thì lúc đó cái quy chế quản lý của các cái loại thuốc này theo cái quy chế quản lý của thuốc y học cổ truyền. Tuy nhiên nếu chúng ta tách ra một cái hoạt chất tinh khiết, ví dụ chúng ta tách ra axit citric đó, rồi là chúng ta tách morphin trong á phiện chẳng hạn, thì chúng ta đều biết là morphin, nếu mà quản lý morphin mặc dù nó cũng là hợp chất tự nhiên đó, nó được chiết xuất từ á phiện đó, từ nhựa á phiện, nhưng không thể coi đó là thuốc đông dược được rồi. Thì bên em thấy đó, nếu như chúng ta sử dụng ở dạng đơn chất thì chúng ta đang quản lý nó thuốc theo thuốc tân dược. Tại vì sao? Tại vì tác dụng nó cũng mạnh như những cái hợp chất hóa dược, những cái hợp chất thuốc tinh khiết, những hợp chất tinh khiết thôi. Còn trong dược liệu là cái chúng ta quản lý được theo cái quy chế của thuốc y học cổ truyền, là bởi vì nó được xài ở cái dạng hỗn hợp nhiều chất, thì cái hàm lượng nó nhỏ là một. Thứ hai là giữa những cái hoạt chất ở trong cây á, thì có chất này nó lại trung hòa cái độc tính của chất kia và nó làm giảm hoặc là đôi lúc là làm tăng hoạt tính, một số thì làm giảm hoạt tính, một số thì nó trung hòa độc tính. Như vậy thì nó có cái sự tương tác và chúng ta sử dụng ở cái dạng hỗn hợp thì cái đó là thuốc y học cổ truyền. À, còn nếu như chúng ta tách nó thành một cái chất tinh khiết thì nó cũng góp phần trong thuốc tân dược rất là nhiều, chứ không phải có không có. Thì nếu như nói về vai trò của hợp chất tự nhiên thì em sẽ thấy rằng là người ta ước tính là trên 50% ở Mỹ đó, trên 50% các cái thuốc kê đơn là có nguồn gốc từ hợp chất tự nhiên, hoặc tức là nó là hợp chất tự nhiên hoặc có nguồn gốc từ hợp chất tự nhiên, tức là từ cái hợp chất tự nhiên xong chúng ta để đi bán tổng hợp nó ra. Tức là cái vai trò của các cái hợp chất tự nhiên rất là lớn ở trong cái thuốc, hoặc là đặc biệt những cái thuốc mà thuốc kháng ung thư nè, thuốc kháng sinh. Ví dụ như chúng ta thấy là nếu chúng ta đã học dược lý rồi thì có penicillin đó, thì penicillin thì được chiết từ nấm Penicillium notatum đó, thì cũng có nguồn gốc tự nhiên, hoặc là các kháng sinh Macrolide đó. Thì hầu như các cái thuốc tân dược đó, đặc biệt là những cái bệnh mà về các cái bệnh khó trị, ví dụ như là ung thư rồi đó đó, hoặc là các cái thuốc kháng sinh, thì nguồn gốc ban đầu của nó đi từ từ dược liệu rất là nhiều, đi từ dược liệu rất là nhiều, bởi vì người ta xem cây cỏ giống như một cái nhà máy hóa học khổng lồ và một cái nhà máy hóa học tinh tế. Có nghĩa là nếu như chúng ta con người, một nhà hóa học nào đó không thể nào tự nhiên ngồi mà suy nghĩ ra một cái cấu trúc phức tạp cực kỳ như vậy đó, mà thường là người ta sẽ chiết xuất được từ trong cây ra cái dạng cấu trúc gốc của nó, và sau đó đó bắt đầu các cái nhà hóa học mới nhìn cái cấu trúc đó, người ta nghĩ ra các cái phương pháp tổng hợp hoặc là bán tổng hợp gắn nhắm gắn giấm thế gì đó để giảm độc tính của nó, để tăng hoạt tính hoặc là để tăng hoạt tính của nó lên đó. Cho nên là hợp chất tự nhiên á, nó đóng cái vai trò tiên phong, nó đóng vai trò tiên phong trong cái việc tìm ra các cấu trúc mới, rồi các nhà hóa học mới dựa trên đó để thay đổi cấu trúc hoặc là thay đổi độ tan hoặc là tạo ra các cái dẫn xuất mới của nó. Và nó cho nên là các cái hợp chất tự nhiên đóng vai trò cũng rất là lớn. Ví dụ như nhưng mà tại tự nhiên thì một cái nhà hóa học người ta không thể ngồi nghĩ một cấu trúc phức tạp như vậy. Ví dụ như chúng ta biết cái cấu trúc của vinblastine là một cái chất chiết xuất từ cây dừa cạn đó, nhưng mà hiện nay được chủ yếu dùng trong hóa trị ung thư. Vinblastine
thì để tổng hợp được toàn phần Vinlastin người ta đã phải trải qua khoảng 70 cái phản ứng đó. Vì cấu trúc nó cực kỳ phức tạp, không thể nào mà ngồi mà có thể suy nghĩ được, cho nên là người ta thường tách chiết từ ở trong cây ra, phân lập ra nó ở dạng tinh khiết và từ đó xác định cấu trúc, và dựa trên cấu trúc đó thì có thể nghĩ ra các cái phản ứng để tổng hợp. Rồi chúng ta quay lại cái vấn đề này là axit hữu cơ, thì các cái axit ceton và axit tricarboxylic đóng vai trò quan trọng trong chuyển hóa của cây. Ví dụ như axit succinic như thầy đã nói cái vai trò của nó rồi, và cái axit succinic này nó cũng đóng một cái vai trò là cái chất trung gian, và từ nó đó thì cây nó sẽ lại tiếp tục đi chuyển hóa để tạo ra các cái chất hợp chất phenol, mà chủ yếu là cái nhóm mà C6 C3, có nghĩa là 6 carbon ở trên vòng thơm và 3 carbon nằm ở trên mặt nhánh ở phía ngoài. Đó ví dụ như axit cà phê, nó cũng là axit cà phê thì nó không phải là cà phê in, nó là axit hữu cơ thì nó cũng là hợp chất C6 C3. Thì đây, thứ hai nữa là gì? Cái axit hữu cơ nó làm tăng áp suất thẩm thấu của tế bào, tức là những cái axit hữu cơ này là giúp giữ nước ở trong tế bào, tại vì chúng ta biết đó, là nước thì nó di chuyển theo cái quy luật về áp suất thẩm thấu ha, quy luật áp suất thẩm thấu đó, tức là nếu như cái nồng độ ở trong dịch tế bào này mà nó thấp thì nước sẽ không giữ được và nó sẽ đi ra ngoài ngoài bào, cái nơi mà có cái áp suất thẩm thấu cao hơn đó, cho nên này nó sẽ duy trì cái áp suất thẩm thấu để giúp cho giữ nước ở trong cây, để làm giảm bớt cái sự bốc hơi và giúp cây chịu hạn. Rồi các axit phenol có tác dụng chống nấm và đóng chống các cái ký sinh của cây. Thì ở đây có một cái axit phenol rất là nổi tiếng mà tới hiện giờ vẫn còn xài, mặc dù người ta đã sử dụng ở cái dạng bán tổng hợp của nó rồi và nó trải qua và cả trên 100 năm sử dụng rồi. Ngay cả cái dạng mà bán tổng hợp của nó cũng đã trải qua 100 năm sử dụng rồi, và hiện nay lại được sử dụng với một cái mục đích khác, không còn là mục đích ban đầu. Thì ở trong cái axit phenol có tác dụng chống nấm và ký sinh trùng đó, thì nổi tiếng nhất đó là axit salicylic, axit salicylic. Thì cái axit salicylic này là nó xuất phát từ cái hoạt chất được gọi là salicin. Salicin là một chất được chiết xuất từ Salix alba, tức là loại liễu trắng ở châu Âu, và sau đó người ta chiết xuất ra salicin và người ta điều chế ra axit salicylic. Thì axit salicylic này là một cái chất có tác dụng kháng nấm nè, giúp lột da, cho nên là người ta cũng sử dụng trong mấy cái người mà đi tắm trắng rồi đó, thì người ta sử dụng axit salicylic đó để lột cái lớp da ở bên ngoài đó, cho cái lớp da non nó hình thành nó trắng hơn đó. Thì cái axit salicylic này là một cái chất mà nó có tác dụng chống nấm, đồng thời nó cũng là một cái chất có tác dụng giảm đau hạ sốt, giảm đau hạ sốt. Và như đã nói là cái y học cổ truyền thì thực tế ra thì nước nào nó cũng có y học cổ truyền thôi, bởi vì hóa dược ấy, thì nó phát triển mới thời gian gần đây thôi, và phát triển mạnh mẽ nhất và là vào thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai đó, và đỉnh cao của nó là từ khoảng năm 1939 1945 á. Thì cái thời kỳ đó là hóa dược nó phát triển rất là đỉnh cao, và người ta quay lưng đi với những cái sản phẩm có nguồn gốc từ tự nhiên, các cái thuốc từ dược liệu đó. Nhưng mà sau đó đó thì có một cái sau đó có một cái biến cố. Đó là trong cái thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai á, thì những cái người mà phụ nữ ở Đức á, khi mà chồng con người ta ra trận á, thì những cái người này bị trầm cảm rất là nhiều, và người ta uống một cái loại thuốc ngủ đó là thalidomide, hay gọi là thalidomide, thalidomide là tiếng Anh còn mình gọi là thalidomide. Thì uống cái đó thì xong, sau đó thì người ta lại đẻ con ra, nó bị cái hội chứng nó không có chi, tức là các cái tay chân nó ngắn lại gần như là không có chi, đã gây ra quái thai, hiểu nôm na là gây ra quái thai. Thì người ta biết giải thích là gì, là trong thalidomide nó có hai đồng phân là đồng phân LD, đồng phân L và đồng phân D, hai đồng phân này dường như không tách nhau ra được, và khi mà sử dụng cái đó đó, tức là trong thời kỳ đó thì cái thuốc này không có kê toa, những cái người mà phụ nữ mà chồng con ra trận thì họ bị căng thẳng quá họ mới sử dụng cái thuốc này, và sau đó thì gần như là khoảng trên 2.000 phụ nữ ở Đức đó, họ đẻ con ra bị cái hội chứng đó đó. Và lúc đó đó lúc đó thì bắt đầu người ta mới e dè các cái sản phẩm, tức là các cái thuốc từ hóa dược, và người ta có xu hướng trở về với tự nhiên, hay còn gọi là cái xu hướng back to nature, tức là trở về với thiên nhiên. Bởi vì người ta thấy rằng là các cái thuốc mà có nguồn gốc tự nhiên thì nó ít tác dụng phụ hơn. Ở đây nói là ít hơn thôi chứ không phải là không có tác dụng phụ, bởi vì trong dược liệu chúng ta cũng có những cái vị thuốc cực kỳ độc, ví dụ như hạt mã tiền, chúng ta có chu sa, thần sa là cái muối của thủy ngân, thì những cái vị này cực kỳ độc chứ không phải là không độc. Thì tất cả các cái nguồn gốc
dù là những cái hợp chất tự nhiên mà hiện nay được sử dụng trong tân dược, thì thông thường nó cũng dựa trên một cái kinh nghiệm dân gian và trên một cái nền y học cổ truyền nào đó, và tất cả các nước thì đều có cái y học cổ truyền hết. Tuy nhiên một cái sự khác biệt á, là bởi vì đối với y học cổ truyền phương Đông của mình á, thì mình hay lấy một cái sự dung hòa, tức là mình điều trị trên tổng thể, trên cái sự cân bằng âm dương. Còn đối với Tây y á, thì nó tức là nó phải tìm hiểu cái nó phải biết được cái nguyên nhân sâu xa bên trong, cái gì gây ra các triệu chứng bên ngoài. Còn y học cổ truyền của mình thì mấy em sẽ thấy rằng gì, ví dụ như thiên nhân hợp nhất, tức là cái sự sống hòa hợp giữa con người với môi trường xung quanh, thì mình lại có xu hướng là lấy những cái yếu tố từ những cái thời tiết, từ những yếu tố của xung quanh để giải thích ra các cái triệu chứng bệnh ở bên trên, ở bên trong cơ thể, ví dụ như phong hàn thấp nhiệt đó. Còn Tây y á, là bây giờ ở phía ngoài của mình, trên cơ thể mình biểu hiện của triệu chứng bệnh đó, thì cái gì bên trong, có nguyên nhân gì bên trong nó gây ra cái đó. Cho nên á, nó cũng bắt đầu nó cũng xuất hiện các cái xu hướng sử dụng thuốc cũng vậy đó. Ví dụ như đối với y học cổ truyền của mình thì sử dụng ở cái thuốc ở cái dạng phối hợp, bởi vì các cái chất của nó, tức là cái sự phối hợp đó, mình có quân thần tá sứ, các cái vị thuốc nó sẽ giúp nhau, nó hỗ trợ tác dụng của nhau. Còn ở y học cổ truyền phương Tây thì sao? Chẳng hạn như hồi nói cây liễu đó, thì người ta chiết ra axit salicylic từ salicin trước, rồi salicin thì người ta tạo ra axit salicylic. Thì người ta thấy rằng là gì? Cái cây liễu nó có tác dụng kháng viêm, nó có tác dụng hạ sốt, có tác dụng giảm đau, và đã được sử dụng từ rất lâu đời rồi. Cây liễu là một cái dược liệu có thể nói là rất là kinh điển ở châu Âu, Salix alba, tức là loài liễu trắng. Như vậy thì người ta thấy rằng bây giờ nó có tác dụng hạ sốt, đó, nó có tác dụng giảm đau. Như vậy thì cái gì trong nó có tác dụng hạ sốt? Tức là phương Tây họ muốn biết cái gì bên trong đó, cái gốc của nó, cái ngọn ngành của nó, để tạo ra cái chất gì bên trong đó. Và từ đó họ đi, họ chiết xuất, họ phân lập. Ví dụ như morphine cũng vậy, được chiết xuất từ Á Phiện. Tức là Á Phiện đã sử dụng lâu đời rồi, đã sử dụng cả hàng mấy ngàn năm rồi. Đó, và người ta thấy rằng là Á Phiện đó, giữa Á Phiện đó, nó có tác dụng gây ngủ, có tác dụng giảm đau. Như vậy thì cái chất gì trong nó, cái gì trong nó có tác dụng gây nghiện và tác dụng giảm đau, có tác dụng gây ngủ, có tác dụng giảm đau, nhưng đồng thời gây nghiện. Thì người ta bí đi, người ta phân tách nó ra, và cuối cùng người ta chiết xuất được morphine. Tức là chúng ta thấy là gì, cái luồng tư tưởng của hai bên khác nhau. Một bên thì quan trọng về cái sự dung hòa, cái sự tổng hòa. Một bên thì người ta tìm roi cái nguyên nhân gì, một phần nào trong trong một cái tổng thể lớn đó, nó gây ra cái biểu hiện ở bên ngoài. Và từ đó nó có những cái phương pháp điều trị khác nhau. Chứ còn ở đâu thì nó cũng xuất phát từ y học cổ truyền hết. Tại vì hóa dược thì nó mới phát triển ở thời gian gần đây thôi. Rồi, thì ở đây thì như đã nói ha, thì các cái acid phenol thì nó có tác dụng chống nấm là vậy. Ví dụ thầy lấy một cái ví dụ là acid salicylic đó, đó, thì nó cũng là một cái acid phenol, và nó có tác dụng chống nấm, thì và cái sinh của cây, tức là mục đích cây tạo ra để chống lại những cái yếu tố mà xâm nhập lại với nó. Ví dụ nó tạo ra để nó chống lại nấm mốc, các cái loại ký sinh lên trên cây chẳng hạn, thì nó tạo ra cái chất đó. Cho nên ở đây á, là người ta có một cái bài học, người ta gọi là học từ thiên nhiên. Học từ thiên nhiên đó. Ví dụ giống như mình thấy mấy cái thế vỏ đó, người ta cũng học từ thiên nhiên, thì thuốc cũng vậy thôi đó. Thì có một số hiện tới hiện nay vẫn vậy, người ta vẫn học từ thiên nhiên. Ví dụ như một số nhà khoa học ở Brazil chẳng hạn, thì người ta sẽ quan sát cái, như thầy đã nói đó, người ta sẽ quan sát cái tương tác giữa con mồi và động vật ăn cỏ, hoặc là con mồi và động vật ăn thịt. Bao giờ thì những cái con mồi nó cũng sẽ tiết ra được, nó tiết ra những cái chất để nó chống lại cái động vật ăn nó. Ngược lại, các động vật nó sẽ phát triển những cái cơ chế để có thể hấp thu được, để có thể ăn được những cái con mồi đó. Như vậy thì trong quá trình đó, cái cơ chế hóa học nào, nó tạo ra những cái chất nào để nó chống lại, và người ta tìm cách, người ta chiết xuất ra những cái chất đó. Ví dụ như củ khoai lang sùng, thì củ khoai lang sùng đó, tại sao bé thấy là củ khoai lang bình thường nó không đắng, mà củ khoai lang sùng nó lại đắng? Đó là bởi vì cái củ khoai lang sùng đó là nó do một cái con hà, thì con hà tiêm chích lên cái củ khoai lang đó, là một cái loại côn trùng đó. Khi mà tiêm chích lên củ khoai thì củ khoai nó sẽ tiết ra các cái chất đắng để chống lại con đó. Thì em thấy là chất đắng là để làm gì đó, để nó trở nên nó không ngon hơn, nó đắng, nó không còn là cái thức ăn yêu thích nữa, thì cho cái con đó không ăn nó chẳng hạn đó. Hoặc đôi lúc là tạo ra những cái chất độc để chống các cái con mà ăn nó, ăn cỏ, cây cỏ nó có thể tạo ra những cái chất độc. Vậy thì khi cái củ khoai lân sùng nó tạo ra những cái chất đó và những cái chất đắng đó,
thì giúp chống lại những cái yếu tố, những cái kẻ thù của nó. Nhưng mà người ta có thể chiết xuất ra những cái chất đó để ứng dụng trong làm thuốc, ví dụ như các cái phytoalexin được chiết xuất từ củ khoai lang sùng chẳng hạn, có tác dụng kháng sinh rồi có tác dụng kháng ung thư, thì người ta sẽ chiết ra đó. Thì cây cỏ nó tạo ra những cái chất đó có mục đích hết chứ không phải là những cái thừa thải, và con người đã sử dụng những cái loại chất, những cái chất này, tức là các cái thuốc điều trị bệnh cũng với cái mục đích là để tiếp thu, để sử dụng được những cái chất mà cây cỏ nó tạo ra. Rồi rồi trở lại axit hữu cơ, thì axit hữu cơ thì cấu trúc nó quá dễ rồi, không có gì để nói nhiều về cấu trúc mà, cho nên là chúng ta tới cái công dụng luôn. Thì axit hữu cơ em cũng biết các cái tính chất rồi, ở thời phổ thông em cũng học rồi, nó cũng không có nhiều. Thì cái công dụng thì lát thầy sẽ nói tới những cái dược liệu, những cái nhóm hợp chất này nó sẽ nằm ở trong những cái nhóm dược liệu nào. Thì các cái công dụng của axit hữu cơ em cũng có thể thấy được, ví dụ chúng ta có giấm axit acetic, rồi axit citric là axit chanh, hoặc là axit tartric. Axit tartric này thì em có thể gặp ở ở trong me cũng có axit tartric đó, hoặc là trong me em cũng gặp axit oxalic vân vân. Thì đây là những cái axit hữu cơ mà đã được sử dụng nhiều ở trong thực phẩm với cái việc là tạo vị chua. Ví dụ như acetic thì em thấy rồi, dùng rất là nhiều trong trong thực phẩm, trong đồ ăn để tạo ra các cái vị chua. Còn axit citric thì được gọi là axit chanh đó, thì nó cũng nó tạo ra các cái vị chua cho những cái đồ uống, và cũng được ứng dụng. Ví dụ như axit citric này được ứng dụng trong ngành dược để làm cái tá dược của viêm sủi đó. Ví dụ như axit citric ở dạng bột rắn thì người ta sẽ cho vào, người ta dập viên với cái hoạt chất và một số các cái tá dược khác, hoạt chất và một số tá dược khác. Thì khi mà cái tá dược khác đó, thì trong đó nổi bật đó là natri bicarbonate NaHCO3. Thì khi mà em cho một cái viên sủi vào trong cái ly nước á, tại vì ở môi trường rắn, ở môi trường khô thì nó không phản ứng, nhưng khi mà mấy em đi cho vào cái môi trường nước á, thì axit citric này nó sẽ phản ứng với natri bicarbonate, và lúc đó nó sẽ sinh ra CO2, cho nên nó mới tạo ra cái hiện tượng sủi bọt. Đó là cái ứng dụng, ví dụ như người ta có thể ứng dụng trong trong thực phẩm hoặc là trong dược phẩm. Rồi cái axit benzoic á, thì em có thể gặp trong cánh kiến trắng, nói là cánh kiến trắng vậy thôi chứ đây nó là nhựa cây. Nhựa cây từ một cái loại côn trùng, và cái loại côn trùng này nó tiêm chích lên cái loại, một cái cây gọi là cây bồ đề. Cây bồ đề nhưng mà không phải là cây bồ đề của mình. Cái cây bồ đề của mình thì nó không thuộc họ bồ đề mà nó lại thuộc họ dâu tằm. Cây bồ đề mà em hay gặp trong chùa đó, là nó thuộc họ dâu tằm, họ Moraceae. Trong khi cây bồ đề mà con cái con bọ mà nó tiêm chích lên để nó tạo ra cánh kiến trắng á, là một cái cây bồ đề thuộc họ bồ đề, tức là họ Styracaceae. Đó, cho nên là trong phân loại thực vật đó rất là khó là gì. Thì cái axit benzoic này á, là nó được tạo ra rất là nhiều trong cánh kiến trắng, và cánh kiến trắng là một cái chất nhựa do côn trùng tiêm chích lên cây bồ đề tạo ra, chứ nó không, và cái hình dạng nó giống như cánh kiến cho nên người ta gọi nó là cánh kiến trắng chứ không phải là nó là cánh của con kiến. Rồi từ cái axit benzoic này người ta có thể tạo các cái dẫn xuất natri benzoat, và natri benzoat là cái chất thì ai cũng biết rồi, nó dùng để làm lông đờm và chữa ho, và đồng thời cũng là một cái chất bảo quản trong các cái thuốc ở trong ngành dược, bởi vì nó có tính kháng khuẩn. Rồi một số cái axit hữu cơ mà nó mang tên của cái cây, cái tên khá đặc biệt đó là axit hypocarbic hoặc là axit chamouric, thì cái cây này, hai cái axit này nó nằm trong cây đại phân tử. Thì nghe cái tên đó là mấy em biết rồi, cái quả đại phân tử này nè, cái hạt đại phân tử này được sử dụng trong cái điều trị phong cùi, có tác dụng kháng khuẩn và đặc biệt là vi khuẩn gây bệnh phong. Cho nên là hai cái axit này nó có tác dụng kháng kháng phong cùi. Rồi một số cái axit hữu cơ đặc biệt mà là như thầy nãy thầy đề cập đó, axit mà thuộc cái khung C6C3, tức là 6 carbon ở vòng thơm và 3 carbon nằm ngoài nhánh. Đó, đó là axit cà phê ích hoặc axit chlorogenic. Thì các axit này có thể gặp nhiều trong artiso nè, trong hạt cà phê non, trong quả cà phê non. Em lấy cái trái cà phê non á, thì cái trái cà phê non này nó chứa là axit chlorogenic rất là nhiều. Và những cái hợp chất này á, thuộc về, tức là nếu mà xét về cấu tạo và cấu tạo lớn thì nó là hợp chất phenol, nó là hợp chất phenol và có tác dụng chống oxy hóa rất là tốt đó, và nó giúp cho cái artiso có tác dụng chống oxy hóa, chống lão hóa, rồi có tác dụng nhuận gan, lợi mật vân vân. Đó là tác dụng của cái những cái axit này. Rồi ví dụ như cucurbitin, thì cucurbitin là một cái axit hữu cơ mà mấy em gặp ở trong hạt bí ngô, trái bí ngô hoặc trái bí đỏ rồi đó, thì mấy em sẽ gặp cái axit này thì nó có tác dụng điều trị sán. Cho nên là trong dân gian á, ở đây dễ giải thích luôn để chúng ta thấy liên quan đến kinh nghiệm dân gian và cái xài. Ví dụ trong dân gian thì khi mà người ta sổ sán á, ngày trước người ta chưa có thuốc á,
À, tức là người ta như chưa có những cái thế hệ những cái thuốc mà tân dược tốt thì người ta có thể sổ sáng bằng cách là phối hợp bí ngô với cái gì nữa, bí ngô hay còn gọi là binh lan, và với, xin lỗi, cái hạt bí ngô hay còn gọi là nam qua và nam qua tử, tức là hạt bí ngô là nam qua, và người ta sẽ phối hợp với cái binh lan, binh lan tức là hạt hạt quả cao đó, để người ta ăn đó, người ta ăn như vậy để sổ sổ sáng. Thì của cucurbitin là cái chất chính. Tại sao nó có cái tên là cucurbitin? Thì ba em biết đó, là bởi vì cái họ bầu bí, bí ngô này thuộc họ bầu bí và chúng ta học phân loại thực vật rồi, đó là cucurbitace, cho nên cái hoạt chất của nó là cucurbitan, vì cucurbitin. Và cái chất này á, là nó có tác dụng điều trị sáng. Và người ta sẽ phối hợp với hạt cao, thì trong hạt cao cũng có một cái hợp chất ở phía sau thì chúng ta sẽ học ở bài alkaloid, đó là arecolin. Thì cái arecolin ở trong hạt cao cũng có tác dụng trị sáng, cho nên là người ta phối hợp bí ngô với hạt cao điều trị sáng là như vậy. Vậy thì chính là đó là cái vai trò của hợp chất tự nhiên như vậy đó. Có nghĩa là gì? Giải thích lại những cái kinh nghiệm mà người ta đã xài rồi. Ví dụ như trong dân gian thì ngày xưa người ta lấy hạt bí ngô, người ta dùng hạt cao để người ta cho uống để sổ sáng, nhưng người ta đâu có biết là trong đó có cái gì. Thì hiện nay là mình đang đi dùng những cái kiến thức của khoa học hiện đại này để mình giải thích lại những cái người ta đang dùng, tại sao người ta sử dụng cái đó điều trị sáng. Rồi, hoặc là acid guanylic. Thì cái acid guanylic này ở trong cái hạt của sử quân tử, thì cái sử quân tử này còn gọi là cây trang leo á. Sử quân tử thì cái tên gốc của nó là sứ quân tử, hay còn gọi là cây thuốc của ông sứ quân, là bởi vì sao? Nửa ngày trước cái sứ quân là tên của một cái chức quan, thì cái ông sứ quân này ông sử dụng cái vị thuốc sử quân tử, tức là cái hạt sử quân tử này để ổng điều trị cái chứng bụng ổng ở trẻ em, hoặc là chứng cam tích, trẻ em bị cam tích bị bụng ổng đó, là bởi vì những cái đứa này nó bị mắc giun lâu năm và làm tổn thương tới cái chức năng tỳ vị của nó, cái tiêu hóa của nó kém đi, tiêu hóa kém, và cho nên nó gây ra cái bụng ổng tiêu hóa kém. Và người ta sử dụng cái ông này, ông sử dụng cái sử quân tử, hạt sử quân tử này để điều trị giun, tức là điều trị những cái đứa trẻ đó, đó để nó diệt diệt giun. Và như vậy thì người ta gọi là sứ quân tử, hay hiểu nôm na là cây thuốc của ông sứ quân, và lần lần thì người ta gọi trại ra trở thành sứ quân tử. Thì sau này người ta thấy là cái chính là cái đây cái tác dụng và trị giun của nó là do acid guanylic ở trong nó, nó có tác dụng điều trị giun. Rồi ví dụ như benzocinamide thì có tác dụng an thần đó. Thì ví dụ như cái hợp chất này thì em có thể gặp ở nhiều loại cây, ở nhiều cái hợp chất nhựa khác nhau, hoặc là em có thể gặp ở trong đại hồi. Đó, thì trong đại hồi thì nó có cái hoạt chất là anhydride cinnamic, rồi cái acid cinnamic và benzyl cinnamate này làm cái dẫn xuất từ đó. Thì những cái hợp chất này nó có tác dụng an thần đó. Rồi acid salicylic thì nãy thầy giới thiệu rồi, người ta chiết xuất đầu tiên là salicin từ vỏ thân của cây liễu trắng ở châu Âu, Salix alba. Rồi từ cái salicin này tạo ra acid salicylic là một cái chất có tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm và giảm đau hạ sốt, kháng kích thích tiểu cầu. Thì tất nhiên trước đó thì người ta trong dân gian thì châu Âu họ cũng đã xài cái vỏ cây liễu với cái tác dụng điều trị sốt, tác dụng hạ sốt, giảm đau rồi. Và sau đó thì người ta mới phân lập ra, người ta phân lập ra salicin, từ salicin người ta mới chế được, tức là người ta mới tạo ra được acid salicylic. Nhưng hiện nay á thì cái acid salicylic này gần như là ít dùng rồi, không có còn dùng nữa với tác dụng dụng giảm đau hạ sốt, bởi vì chúng ta có nhiều thuốc khác tốt hơn. Tuy nhiên cái dẫn xuất mà bán tổng hợp của nó đó là acetin salicylic, hay chúng ta gọi gọn cái tên của nó là aspirin, là cái tên thông dụng đó. Thì cái aspirin là dẫn xuất, chính là dẫn xuất từ cái acid salicylic này, và nó có lịch sử trên 100 năm rồi và hiện nay vẫn còn được sử dụng. Nhưng cái hướng sử dụng phổ biến của aspirin hiện nay không phải là giảm đau hạ sốt, bởi vì chúng ta có nhiều thuốc tốt rồi đó. Đó, nhưng mà cái hướng sử dụng của aspirin hiện nay chính là cái mà chúng ta thấy đó, kháng kích thích tiểu cầu. Nếu chúng ta sử dụng cái aspirin ở liều thấp thì nó có tác dụng kháng kích thích tiểu cầu, và thường được sử dụng, các em biết rồi đó, sử dụng để chống đông, được sử dụng trong những cái trường hợp mà dùng để điều trị những trường hợp huyết khối hoặc là dự phòng huyết khối đó. Thì Ben thấy là đó chính là aspirin. Thì aspirin đây chính là dẫn xuất của acid salicylic, và từ acid salicylic được chế từ salicin, và nó có nguồn gốc là từ cây liễu ở châu Âu. Vậy thì cũng từ y học cổ truyền thôi, từ cái kinh nghiệm là người ta thấy cái vỏ thân cây liễu có tác dụng giảm đau hạ sốt, mà dẫn tới cái việc người ta phát hiện ra salicin, rồi từ đó có acid salicylic và có aspirin.
Rồi các cái dược liệu axit hữu cơ như là cam, chanh, mơ, me, nho gì đó thì có tác dụng lợi tiểu, nhuận trường và kích thích tiêu hóa. Như vậy thì liên quan tới những cái tính chất này thì mấy em sẽ gặp axit hữu cơ trong những cái nhóm thuốc nào? Thì sau này mấy em có thể gặp axit hữu cơ thứ nhất là trong các cái nhóm thuốc tiêu đạo. Thì trong nhóm thuốc tiêu đạo mấy em có thể gặp tinh dầu hoặc mấy em gặp axit hữu cơ bởi vì nó có tính chất kích thích tiêu hóa. Nhóm thuốc tiêu đạo là những kích thích tiêu hóa. Và nó axit hữu cơ thì nó giúp làm tăng cái dịch vị, làm tăng cái cảm giác thèm ăn, giúp ăn ngon hơn. Đó cho nên mấy em sẽ gặp trong cái nhóm mà gọi là nhóm thuốc tiêu đạo. Một kế nữa là gì? Các axit hữu cơ này nè, thường thì cái quả tức là cái các cái dược liệu đó không, nó mà đã chua rồi thì nó hay kèm theo cái vị chát, tức là chua và chát nó hay kèm chung với nhau. Và như vậy thì chúng ta sẽ thấy gặp những cái dược liệu mà có vị chua, vị chát này, tức là nó chứa axit hữu cơ, và phía sau chúng ta sẽ thấy là nó chát đó, là bởi vì nó chứa tăng năng, là cái nhóm hợp chất ở phía sau. Thì những cái dược liệu mà vừa chua vừa chát có nghĩa là chứa axit hữu cơ và chứa tăng năng này thì chúng ta sẽ gặp được trong một cái nhóm, đó là nhóm cố sáp, tức là cái nhóm làm hạn chế, ức chế cái việc tiết mồ hôi, rồi hạn chế cái việc mà mất máu, tức là cái chữ cố sáp ở đây là cố lại, củng cố lại, giữ lại, và sáp là cô đặc, tức là trong những cái trường hợp mà hiểu nôm na là cái nhóm thuốc mà chống xuất tiết, chống xuất tiết. Đó thì chúng ta sẽ gặp cái axit hữu cơ trong cái nhóm thuốc đó nữa ha. Đó là những cái ứng dụng mà của axit hữu cơ mà chúng ta có thể gặp. Thì và ngoài ra thì nó cũng có tác dụng gặp trong một số trường hợp lợi tiểu, nhưng mà nó không phải là cái đặc thù nhất cho cái lợi tiểu, hoặc là em có thể gặp ở trong nhuận trường và kích thích tiêu hóa. Thì nãy thầy nói rồi, có thể giúp cho tiêu đạo, giúp kích thích tiêu hóa. Thì cái nhóm này chúng ta sẽ gặp trong nhóm thuốc tiêu đạo này, và cái nhóm cố sáp chúng ta sẽ gặp axit hữu cơ rất là nhiều đó. Rồi một cái nhóm hợp chất thứ hai là nhóm chất béo. Chất béo này thì chúng ta cũng đã học rồi từ thời phổ thông, đó là chúng ta học trong cái chương este đó, bởi vì cái chất béo nó bản chất nó cũng là cái este. Thì từ thời phổ thông em đã học rất là nhiều về cái này rồi đó, rất là nhiều về rồi này rồi. Thì este là cái chất béo là gì? Thứ nhất ấy, là nó là các sản phẩm tự nhiên. Thì cái sản phẩm tự nhiên này có thể có nguồn gốc từ động thực vật. Đối với động vật thì em hay gọi nó là mỡ, còn nếu nó có nguồn gốc từ thực vật thì em hay gọi nó là dầu. Chúng ta nhớ là cái đó, đó là các sản phẩm tự nhiên. Và khi mà nhắc tới chất béo hay là lipid á, đó, thì thông thường nó cũng là một cái khái niệm chỉ cho nhiều thành phần trong đó. Trong đó có gì? Mấy em sẽ có axit béo tự do, mấy em có ôn con béo. Axit béo tự do nó khác gì với axit bình thường? Thì cái này thời phổ thông cũng học rồi. Axit béo thì thông thường nó có cái mạch dài hơn nhiều so với những cái axit thông thường của mình. So với ví dụ acid acid tartric gì đó. Còn axit béo là cái mạch nó hydrocarbon nó rất là dài. Đó. Rồi tức đó là axit béo tự do. Mấy em có thể gặp cái gì nữa? Tức là chúng ta có thể gặp ôn con béo. Thì cũng vậy, ôn con béo thì khác gì với ôn con bình thường? Ôn con béo nó cũng có một cái mạch carbon rất dài, hoặc là ở dạng mạch vòng. Ví dụ như cholesterol cũng được coi như là một cái ôn con béo. Đó. Rồi chúng ta có cái gì nữa, một cái dạng của nó, một cái dạng tạo este của nó, tức là cái dạng tạo este của ôn con béo hoặc tạo este của axit béo. Thì tất cả những cái dạng như vậy đều được gọi là chất béo hết hay là lipid hết. Tuy nhiên trong những cái dạng như vậy đó thì một cái dạng phổ biến nhất chính là cái cấu tạo este, và đặc biệt là este của axit béo và glycerol, hay người ta còn gọi là glycerid. Ngày xưa em học rồi, glycerid, cái nhóm phổ biến nhất đó chính là cái nhóm chất béo. Thì cái nhóm này thì chúng ta sẽ gặp nhiều, cả ở trong, thường thì tùy vào cái mức độ. Thì ví dụ như em gặp ngày xưa rồi axit béo mà no và bão hòa đó, hay no hay bão hòa đó, thì em hay gặp trong mỡ, tức là có nguồn gốc từ động vật. Còn những cái axit béo không no thì chúng ta hay gặp ở trong dầu, tức là trong chất béo từ thực vật. Tất nhiên nó vẫn có những cái ngoại lệ ha, những cái ngoại lệ, nhưng đa số là những cái axit béo no thì thường gặp ở trong cái chất béo của động vật. Và gì nữa, và ở cái trạng thái bình thường đó, ở trạng thái bình thường thì nó, khi chúng ta để lạnh là nó có thể nó những có khả năng nó đông đặc, tức là cái nhiệt độ cũng không cần cao lắm, không cần thấp lắm, cái nhiệt độ mà làm để ngăn mát là bắt đầu nó có thể đông đặc rồi. Đó là cái chất béo mà từ động vật. Còn chất béo ở thực vật thì nó tồn tại, bao giờ nó cũng tồn tại ở thể lỏng hết, nó thể lỏng hết đó. Và như vậy thì đó là cái khái niệm từ thời phổ thông chúng ta học. Ở đây thì nói sơ sơ qua rồi chúng ta qua các phần khác, tại vì
Ở đây thì chúng ta không có đi sâu về cấu trúc bởi vì mấy em là bác sĩ. Rồi, nó có độ nhấc cao và không bay hơi. À, không bay hơi gì cầu thường. Thì chúng ta thấy á, là nếu như giữa chất béo và tinh dầu á thì nó khá giống nhau ở cái chỗ là về cái độ phân cực, cái hai cái nhóm chất này nó có thể hòa tan vào nhau. Cho nên ví dụ như tinh dầu rất là đắt, người ta có thể bán rẻ cho mấy em là bởi vì trong đó người ta pha một cái phần chất béo ở trong đó, tinh dầu và chất béo gần như làm tan, nó có thể tan vô hạn vào trong nhau, thì tinh dầu nó có thể hòa tan, chất béo có thể hòa tan được tinh dầu đó. Tuy nhiên có một cái điều phân biệt là gì, là đối với chất béo thì thông thường nó có cái độ nhớt cao và nó không bay hơi ở nhiệt độ thường, trong khi tinh dầu thì nó ít nhớt hơn và nó bay hơi được ở nhiệt độ thường. Khi tinh dầu mà bắt đầu nó nhớt lên rồi đó thì cái đó là cái dấu hiệu của cái việc nó bị hư hỏng, hoặc là có khả năng là nó bị trộn chất béo ở trong đó đó. Và một cái đặc điểm nữa là gì, là chất béo thì nó không có mùi thơm, trong khi tinh dầu thì nó có mùi thơm. Rồi hai cái, cả tinh dầu và chất béo thì không tan được trong nước thì chúng ta biết rồi, bởi vì nó là những cái chất kém phân cực và nó thuộc về pha dầu cho nên nó không tan được ở trong nước, nhưng nó lại tan rất là tốt ở trong những cái dung môi hữu cơ kém phân cực. Ví dụ tan trong đâu, trong xăng dầu, trong n-hexan đó, trong ete dầu hỏa, trong chloroform gì đó, thì đó là những dung môi hữu cơ kém phân cực thì chất béo nó có thể tan tốt vào trong đó, tốt vào trong đó. Rồi ở đây thì cái phần này về cấu tạo thì chúng ta coi để biết cái khái niệm thôi. À, quan trọng nhất của mấy em là một số các tính chất của chất béo và cái gì nữa, cái ứng dụng của nó. Rồi nó nằm trong những nhóm thuốc nào để phía sau này chúng ta học chúng ta biết. Chứ còn cái về cấu tạo này thì chúng ta coi để người ta phân loại người ta biết thôi. Ví dụ như lipid đó, thì nó có thể chia làm ba loại chính. Mấy em có thể phân loại nó vừa dựa vào oncol. À, ví dụ như oncol có cái oncol là glycerol thì chúng ta sẽ có cái nhóm lipid là cái nhóm chính. À, thì hồi xưa mấy em nhớ cái khái niệm rồi đó, lipid là ester giữa axit béo và glycerol cho nên nó có tên là lipid. À, rồi chúng ta có là gì đó, triglycerid rồi diglycerid vân vân, thì có nghĩa là dựa vào cái mức độ, bởi vì trong cái cấu trúc của glycerol nó có ba nhóm OH đó, nếu như ba nhóm OH đó nó đều bị ester hóa hết thì chúng ta có triglycerid. À, rồi nếu như nó một thì chúng ta có mono vân vân, thì tức là chúng ta sẽ có từng cái nhóm, thì cái nhóm trong cái glycerid thì cái nhóm mà mấy em gặp nhiều nhất chính là triglycerid. À, triglycerid. Rồi rồi nếu như cái oncol mà có phân tử lượng cao thì chúng ta sẽ gặp serip ha, chúng ta có thể gặp serip đó. Rồi cái amino oncol tức là oncol mà nó có kèm chiếc amin, chúng ta có sphingolipid, thì sphingolipid này là mấy em đã học trong hóa sinh rồi, nó cấu tạo trong các cái thường là trong cái các cái màng tế bào rồi đó, ở trong cơ thể mình đó, thường là nó gặp ở trong động vật sphingolipid rồi đó. Rồi đó, hoặc là tương tự thì các cái nhóm còn lại mấy em có thể thấy đây là dựa vào cái phân loại, thì dựa vào cái oncol mà người ta có thể phân ra nhiều cái nhóm như thế này, và trong đó thì cái nhóm glycerid đó là quan trọng nhất, và trong đó mấy em hay gặp nhiều nhất là triglycerid, mấy em hay nghe triglycerid này kia rồi đó. Còn nếu như chúng ta xếp cái cholesterol thì nó cũng thuộc chất béo, nhưng cholesterol đó chính là một cái oncol béo. À, còn cái đây là đang chỉ vào các cái ester mà người ta sẽ phân biệt nó dựa trên cái oncol, phân biệt ra các cái nhóm lipid. Rồi, glycerid là cái nhóm quan trọng nhất của mấy em đó. Thì đây nói sơ khái niệm thầy cũng đã nói rồi, nó là ester của axit béo và glycerol. Thì glycerid này mấy em hay gặp nhiều ở động vật, nó là nằm ở cái mô dưới da và nó bao quanh nội tạng, thì ai cũng biết đó là cái vai trò của mỡ, nó làm tức là nó giúp giữ nhiệt là một, là thứ hai nữa là nó hạn chế khi mà bị té ngã này kia, thì nó bao quanh các cơ quan nội tạng, nó giúp bảo vệ các cơ quan nội tạng dưới các cái lực đó. Rồi còn ở thực vật thì chất béo nó tồn tại chủ yếu ở hạt ha, và thông thường là những cái axit béo tức là dẫn xuất, nhưng mà trong đó cái axit béo của nó là axit béo không no, và phân bố khoảng ở khoảng 80% thực vật bậc cao đều có chất béo hết. Ở trong đó một số họ mà có cái lượng chất béo nhiều, ví dụ như họ Eupharbaceae thì học phân loại thực vật ra biết rồi, Eupharbaceae là họ thồng dầu, họ Fabaceae là họ đậu, hay họ này là em có học họ đậu. À, Bedaliaceae thì cái họ này em có học, đó là họ vừng, họ mè đó, họ cây mè, cây vừng hay cây mè đó. Thì bốt chúng ta học cái dược liệu là ma nhân thì chúng ta biết là nó là mè hoặc là vừng, trong cái tên dược liệu của nó gọi là ma nhân, tên Hán Việt của nó. Rồi Banmaceae là họ cọ dừa, họ cọ đó, họ cọ dừa. Rồi họ Banmaceae thì đây là ví dụ em hay nghe người ta nói tới dầu cọ, dầu thầu dầu đó, thì dầu thầu dầu nè, ở Phật BAC nè, dầu cọ nè. Rồi ví dụ nghe dầu gì nữa, dầu phộng đó là thuộc họ đậu, họ Phật BAC, hoặc là em nghe dầu gì nữa, dầu mè đó, dầu mè.
Bedaliase tức là mè hay là vừng. Như vậy thì cái chất béo nó phân bố rất là phổ biến ở trong các cái thực vật bậc cao, hết 80% cái số họ thực vật bậc cao đều có chất béo. Có chất béo, tại sao nó lại tồn tại ở trong hạt nhiều? Bởi vì đó có thể coi như là một cái năng lượng dự trữ để nó giúp cho cái quá trình mà phát triển của hạt ha, quá trình phát triển của hạt, thì cho nên nó phân bố rất là nhiều ở trong hạt. Rồi hàm lượng trong thực vật thì tùy, có thể là dao động 50 tới 70%, và ở trong tế bào thì nó thường tồn tại ở dạng chất lỏng. Rồi thôi mấy cái ca coi ấy này thì mấy em coi thêm, chỉ có một cái khái niệm đóng khung ở dưới đây á, để phân biệt để sau này á, nếu chúng ta nếu mà mấy em chú ý một chút thì khi sau này ví dụ như khi mà bắt đầu mấy em ra trường rồi, mấy em là bác sĩ rồi, nếu người ta có phỏng vấn mấy em trở thành chuyên gia rồi, để mấy em dùng từ không sai, không sai, tại vì thông thường thì nhiều khi mình không học những cái này thì khi mình dùng từ sai thôi chứ không có gì hết. Ví dụ như mấy em phân biệt được cái nào là nhóm hợp chất, cái nào là từng cái hợp chất đơn lẻ đó, thì ở đây mình coi trước thì người ta sử dựa vào sự khác nhau của ancol, thì phía trước đã có cái bảng rồi đó. Nếu ancol là glycerol thì mình có hợp chất là glycerid. Nếu ancol là dạng mạch thẳng nhưng có trọng lượng phân tử cao, tức là ancol béo đó, thì nó có serid đó. Nếu mà ancol đa chất, tức là trong cái chất ancol nó mang thêm những cái chất khác nữa, mang các nhóm phosphor cái này cái kia là thêm vô trong đó thì gọi là ancol đa chất. Thì chúng ta có ví dụ như inositol hoặc là phosphatid, các hợp chất phosphatid thì đó là ancol đa chất. Hoặc là nếu như có ancol nó mà mang chất amin, tức là amino ancol đó, thì chúng ta có sphingosis hoặc là sphingolipid hồi nãy có giới thiệu rồi. Thì đây là trong cấu tạo của các cái màng màng tế bào. Rồi đặc biệt là cái nhóm hợp chất này chúng ta hay gặp nhiều, đó là ancol đa vòng. Ancol đa vòng đó thì là các cái hợp chất sterol, ví dụ như cholesterol ở người. Thì cholesterol ở người cũng được coi là chất béo, nó là một cái ancol béo và nó cũng có khả năng tạo ester đối với những cái axit hữu cơ khác để tạo thành một cái dạng chất béo của nó. Và khi nếu nó tạo ester thì cái hợp chất đó người ta gọi là hợp chất sterid. Và ở đây mấy em có một cái khái niệm, mấy em phân biệt được hai cái, đó là zosteron hoặc là phytosteron. Thì khi mà em thấy chữ du tức là em biết rồi, đây là cái sterol có nguồn gốc từ động vật. Ví dụ như điển hình nhất của mình đó là cholesterol. Thì ở thực vật nó cũng có một cái dạng cấu trúc như vậy, tức là cái phần ancol của nó là một cái ancol mạch vòng, ancol đa vòng, tức là hợp chất sterol. Nhưng hợp chất sterol này nếu có nguồn gốc từ thực vật thì người ta sẽ gọi nó là phytosterol. Và cả hai trường hợp này á, em lưu ý dùm là nó là nhóm chất chứ nó không phải là một chất. Có nghĩa là zosterol là một cái nhóm chất, các cái hợp chất ancol á, ha, tức là ancol đa vòng á, mà có nguồn gốc từ động vật. Tương tự phytosterol là các cái ancol đa vòng, hợp chất ancol vòng mà có nguồn gốc từ thực vật, ha, tức là zosterol là nguồn gốc từ động vật và phytosterol là có nguồn gốc từ thực vật. Và khi sau này mấy em thấy cái chữ nào mà có cái tiếp đầu ngữ phyto, phyto ở phía trước á, đó là có nghĩa là có gì đó nó liên quan tới thực vật, có nguồn gốc từ thực vật thì được gọi là phyto. Ví dụ như phytosterol là các hợp chất sterol từ thực vật. Thì lưu ý là sau này chúng ta nhớ đây là nhóm chất. Tại vì sao? Tại vì trong các cái bài phỏng vấn á, thì ví dụ như một số bác sĩ là bởi vì không có học này thì họ nói, ví dụ như họ nói là có một chất phytosterol là sai. Phytosterol là một nhóm chứ không phải là một chất. Đó. Vậy thì trong cái zosteron thì nó điển hình như nãy đã nói là cholesterol của mình là cái chất điển hình rồi. Đó. Còn cái phytosterol là gì? Là những cái chất mà nó có thể so y hệt giống như là cholesterol ở người. Ví dụ như mấy em hay nghe beta-citosterol rồi cholesterol. Đặc biệt là mình hay có nghe là gì? À, khi mà ăn dầu hướng dương, người ta nói ăn dầu hướng dương thì nó tốt cho tim mạch chẳng hạn. Ăn dầu mè rồi đó tốt cho tim mạch. Tại vì sao? Chính là do nó có cái thành phần phytosterol này. Tức là ví dụ như là trong dầu hướng dương có rất nhiều cái cholesterol, stigmasterol hoặc là beta-citosterol gì đó. Thì những cái hợp chất này bởi vì cái cấu trúc của nó khá giống, khá tương đồng với cholesterol. Đó, khá tương đồng cholesterol nhưng mà nó có nguồn gốc thực vật chứ không phải động vật. Đó, cho nên là cơ thể mình không hấp thu được. Cơ thể không hấp thu được nhưng nó lại cạnh tranh cái sự gắn bám lên thành mạch của cholesterol. Và như vậy thì sao? Nó làm cho cholesterol không gắn vào được trong thành mạch cũng như không có hấp thu vào được trong máu. Và như vậy thì nó làm giảm cholesterol và giảm cái xơ vữa trong mạch. Đó là cái ích lợi, ví dụ người ta nói là ăn dầu mè, ăn dầu hướng dương có những cái ích lợi cho tim mạch. À, mà em hay nghe đó, hoặc hạ cholesterol máu chính là do cái nhóm này. Và nhóm này nó cạnh tranh với cholesterol.
làm cho cholesterol không có bám lên được thành mạch. Đó, ví dụ như đây thầy có lấy một số ví dụ nè. Ví dụ như là susteron, đó là cholesterol. Phytosterol tức là những steron nguồn gốc thực vật. Thì mấy em có beta citosteron, stigmasterol, campesterol. Rồi nó còn nhiều nữa, ví dụ như là taraserol vân vân, tức là nhiều cái nữa. Nhưng mà đây để một số ví dụ. Riêng cái thằng này nè, cái thằng này để vô đây á, thì cái này là tùy theo hệ thống phân loại. Thì trước đây á, người ta có thể coi nấm như cái loại thực vật. Nhưng hiện nay thì đại đa số các hệ thống phân loại thực vật thì cái nấm này được tách riêng ra, nó không nằm, nó không có nằm ở trong cái thực vật nữa, nó không có nằm trong cái giới thực vật nữa. Cho nên đó, cái nấm này là đây theo quan điểm cũ thì người ta vẫn để nó là phytosterol, nhưng mà nấm nó là cái nhóm riêng, nó là ergosterol riêng. Thì khi bà em thấy cái chữ ergo này nè, là nó có nguồn gốc từ nấm. Ví dụ như ergosterol tức là những cái steron mà nó có nguồn gốc từ nấm, từ nấm, và đặt riêng nó ra. À, thì những cái chất này nó có vai trò giống như là cholesterol ở động vật vậy đó. À, thì đó gọi là phytosterol. Rồi ở đây có giới thiệu một cái gọi là axit béo không no, mạch thẳng, thì nó có đồng phân cis trans. Nếu như cái này thì thời phổ thông em cũng học rồi. Nếu như nó không no, nếu nó không no, nó tồn tại ở dạng mạch thẳng á, thì nó sẽ có, với em sẽ có đồng phân cis trans. Đó là các cái nhóm thế ở xung quanh cái nối đôi của nó đó. Đó, ví dụ như nếu như hai nhóm thế mà nó nằm cùng một mặt phẳng, là hai nhóm thế nhỏ nằm cùng một mặt phẳng, hoặc là hai nhóm thế lớn, tức là hai nhóm thế có cùng độ lớn á, mà nó nằm cùng một mặt phẳng, thì chúng ta có đồng phân cis. Ngược lại là hai cái nhóm mà thế mà có cùng độ lớn nhưng nằm ở hai mặt phẳng khác nhau, thì chúng ta có đồng phân trans. Thì đối với axit béo không no đó, thì nó sẽ có đồng phân cis trans. Và cái điều này dẫn tới cái việc gì? Dẫn tới cái việc mà ví dụ như dầu béo đồ đó, từ dầu thực vật đi, mà nó bị, nó sẽ dẫn tới cái trường hợp mà em gọi là ôi thiêu của dầu béo rồi đó. Là khi mà em để lâu ngày thì cái đồng phân cis á, thường là ban đầu nó là đồng phân cis. Đồng phân cis nó có thể chuyển sang đồng phân trans, và nó làm cho cái mùi vị của các cái dầu nó bị biến đổi, hoặc là nó bị ôi thiêu. Đó là do cái đồng phân cis trans này nó chuyển nhau. Thì sau đó là em coi mấy khái niệm này. Thì các cái axit béo không no mà dạng mạch thẳng thì người ta thường gặp là từ 16 tới 18 carbon trên cái mạch của nó. Thì có hai cách để em đọc danh pháp. Thứ nhất là nếu như em đọc cái danh pháp mà em ký hiệu, tức là cái cách mà ký hiệu axit, cái danh pháp của nó thì đọc theo bình thường rồi, ví dụ như axit oleic. Nhưng khi đọc cái ký hiệu để hiểu đó, nếu người ta ký hiệu delta, thì ở đây em hiểu là delta 9 là cái nối đôi nằm ở vị trí carbon số 9 tính từ nhóm COOH. Thì bây giờ không có cái hình nó khó hiểu, bây giờ em nhìn qua đây, nhìn qua bên đây, ví dụ như đây là axit oleic nè, nó là delta 9, thì cái nhóm COH nó nằm ở đây, nó nằm như đây, COH đây, thì cái carbon của COH là carbon số 1, thì em tính từ cái COH này đây, đó, thì cái COH này carbon số 1, vậy coi cái nhóm COH này là carbon đầu mà, thì mấy em đếm, thì 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5, 6, 7, đó, 8. Và cái nối đôi nó sẽ nằm ở vị trí khoảng cái carbon số 9, đó là axit oleic, thì người ta sẽ ký hiệu nó là delta 9, tức là cái vị trí cái nối đôi của nó sẽ nằm ở vị trí carbon số 9 và carbon số 10. Đó. Em nằm ở đó. Rồi tương tự, ví dụ như chúng ta có cái axit linoleic là cái vị số trí số 9, xong rồi bắt đầu đó, 9 nè, rồi 10 nè, rồi 11 nè, rồi 12 nè, cái carbon nó sẽ nằm ở vị trí vị trí 9 và vị trí số 12. Trong đó thì mình sẽ có các cái nối carbon của nó ha. Rồi cái axit tương tự như vậy thì mấy em đếm, tức là cái nếu mà em đọc theo cái danh pháp khi mà em thấy người ta ký hiệu delta như vậy đó, thì mấy em biết là cái đó là cái vị trí của cái nối đôi đầu tiên mà mấy em gặp á, tính từ cái nhóm COH. Nhưng trong cái hệ thống mà đọc tên chất béo á, thì trong chất béo thì cái chất béo rất là quan trọng, đó là những cái axit béo không no, bởi vì nó tốt cho tim mạch, rồi nó ảnh hưởng tới cái sự hình thành trí não. Ví dụ em hay thấy là DHA nè, có EPA nè, đó, nó giúp hình thành trí não, cái trí thông minh, tại vì nó nằm ở phân phối ở cái tế bào não nhiều đó. Thì cái đó là các cái đối với các loại dinh sức béo, axit béo không no mạch thẳng này, người ta còn có một cái danh pháp nữa là danh pháp omega. Thì em hay nghe, ví dụ em nghe omega 3, omega 3, 6, 9. Thì danh pháp omega là gì? Là đối với danh pháp omega, ví dụ như omega 3, danh pháp omega thì nó ngược lại. Ví dụ như omega 3
thì có nghĩa là gì? Cái nối đôi của nó sẽ nằm ở vị trí carbon số 3. Nhưng carbon đó là gì? Là tính từ cái đuôi, tức là tính từ cái cuối mạch, tức là từ cái vị trí của nhóm CH3 nằm ở cuối mạch nè. Thì cái nhóm CH3 đó là tính vị trí số 1. Vậy thì ví dụ như chúng ta có omega 3, thì dưới đây là omega 3 nè, thì em thấy là cái CH3 này vị trí số 1, thì em đếm tới 1 nè, 2 nè, 3 nè, nó nằm vị trí số 3 nè. Đó, rồi tương tự ví dụ như chúng ta có omega 6, omega 9 cũng vậy, hoặc đôi lúc nó là sẽ là omega 3, 6, 9. Nên nó là omega 3, 6, 9. Đó. Đó, ví dụ như đây là omega 3, 6, 9 nè, em sẽ thấy nè, cái acid linoleic nè. Đó là 1 nè, 2 nè, 3 nè, thấy không? Đây là 1 nè, 3 nè. Rồi đây là 4 nè. Đó. 3 nè, 4 nè, 5, 6 nè. Đó, vị trí 6 rồi. À, 7, 8, 9 thì em sẽ thấy là omega 6, 9. Ở đây thì cái vị trí nó đôi nó có lệch một chút á. Tức là nó bị, nó hơi bị lệch một chút. Nhưng mà cái cách tính là như vậy. Tức là, ví dụ như em có omega 3 thì cái nối đôi ở vị trí số 3, à, ví dụ vị trí số 3 này nè, làm em gặp, em tính từ đầu mạch cái nhóm CH3, xin lỗi, tính từ cái cuối mạch cái đuôi á, thì cái CH3 đó là em vị trí số 1, sau đó vị trí số 2 và cái nối đôi vị trí số 3 này chúng ta gặp đầu tiên, cái đó là omega 3. Đó, omega 3. Ở đây nó đánh các cái vị trí nối đôi nó bị lệch, nó bị hơi lệch một chút đó. Ví dụ như đây là 1, 2 nè, đây là 3 thì là đúng rồi, omega 3 đây là đúng rồi. 3 đây là 4 nè, đây 5 nè, phải tới cái này nè, cái nối đôi đây nè. Đó. Đây mới là omega 6, tức là vị trí rồi nó dịch lại đây một chút. Thì ở đây mấy em cũng không cần học cấu trúc đâu, mấy em hiểu cái danh pháp của người ta là được, là cách gọi tên của người ta thôi. Nếu mấy em là bác sĩ thì mấy em không cần học cấu trúc, cũng không cần vẽ gì hết. Thì ở đây chúng ta phân biệt ha, nếu người ta ký hiệu delta, delta 9 và 12 có nghĩa là cái nối đôi nằm vị trí carbon số 9 và carbon số 12, nhưng tính từ nhóm COH. Còn nếu như người ta ký hiệu theo cái danh pháp omega, omega 3, 6, 9 thì nối đôi là sẽ là nằm vị trí carbon số 3, số 6, số 9 nhưng tính từ cái đuôi, tức là nhóm CH3, tức là nằm ở bên cái phía đuôi. Tại vì chúng ta biết là trong hồi xưa em học đọc rồi danh pháp thì người ta sẽ ưu tiên cái nhóm COH trước và coi như là số 1. Như vậy thì cái nhóm cuối cùng của nó, cái đuôi cuối cùng, cái carbon cuối cùng của nó là cái nhóm CH3 thì sẽ được coi là cái đuôi. Đó. Như vậy thì nếu chúng ta đọc delta là chúng ta tính từ theo đầu, tức là từ cái carbon số 1 là COH. Còn nếu chúng ta đọc theo danh pháp omega là chúng ta tính từ cái đuôi của nó. Từ cái đuôi của nó. Đó, như vậy thì ví dụ chúng ta nghe omega 3, omega 6, omega 9. Vậy chúng ta hiểu cái khái niệm đó rồi. Để chúng ta biết thế nào là omega 3, 6, 9. Rồi, còn ở dưới đây đó là cái cấu trúc của hai cái thằng steron mà phytosteron hay gặp trong thực vật đó. Ví dụ cấu trúc một bên đó là beta-cytosterone, một bên là stigmasterone đó. Đây là hai cái chất mà steron mà hay gặp trong thực vật, hai cấu trúc mà con vòng dưới đó. Mấy em thấy là nó có nhiều cái vòng và cái OH của nó gắn vào vị trí carbon số 3 đó. Thì đó là cái hợp chất steron có nguồn gốc từ từ thực vật. Đó, thì mấy em sẽ thấy cái khái niệm như đây. Và đây là một cái giải thích về cái cơ chế. Vậy thì bây giờ cái nhóm chất béo, mấy em không học mấy em cũng biết rồi, nó sẽ hay gặp trong nào. Thứ nhất ấy, là nó là cái nguồn tạo năng lượng, đó là cái vai trò trong cái việc, cái vai trò về chức năng. Còn cái vai trò về tá dược ấy, thì bởi vì chất béo là nó đại diện cho pha dầu, có nghĩa là nó làm dung môi để hòa tan những cái hoạt chất nào mà tan được trong dầu. Ví dụ như mấy em có các cái viên nang mềm á, các cái vitamin A, D, E đồ đó, những cái vitamin mà nó tan trong dầu á đó, thì người ta sẽ pha ở trong cái chất béo để làm cái dung môi hòa tan các cái vitamin trong đó. Đó là cái vai trò về tá dược. Một cái vai trò chức năng nữa thì ở trong y học cổ truyền này mình sẽ gặp chất béo ở đâu? Đó là mấy em sẽ gặp nó ở một cái nhóm điển hình, đó là nhóm tả hạ, nhóm tả hạ, mà đặc biệt là trong cái nhóm nhuận hạ. Đó, nhóm tả hạ có nghĩa là gì? Thì tới khi đó chúng ta sẽ học, nhưng ta sẽ biết là tả này, tức là chúng em đã học bát cương bát pháp rồi, thì tả này điều trị những cái chứng thực đó, tức là điều trị những cái chứng thực, và cái phép tả này tức là dùng để điều trị những cái thực chứng hạ, tức là nằm ở cái vùng hạ tiêu. Hiểu nôm na có thể tạm gọi ở đây là cái nhóm thuốc nhuận tràng. Đối với chất béo thì đó là cái nhóm thuốc nhuận tràng. Như vậy thì cái chất béo đó sẽ tác động lên như thế nào? Thì ở đây mấy em sẽ thấy người ta có để ba cái cơ chế tác động của ba cái nhóm nhuận tràng khác nhau, và cái chất béo của mình sẽ nằm ở cái số 3. Ví dụ như số 2 này, số 1 này là nhuận tràng theo cái cơ chế là nó làm gì? Nó làm tăng cái, làm cho phân xốp và làm tăng cái thể tích phân.
làm phân xốp và làm tăng thể tích phân, thì đó là cái nhóm Centulo. Ví dụ như mấy em hay nghe người ta nói là làm sao nhiều ăn nhiều rau để cho không táo bón, thì có nghĩa là tinh trùng tràn do cơ chế gì? Chính là do Centulo. Thì cho các cái Centulo á, khi lát chúng ta học tới cả carbohydrate thì sẽ tới cái nhóm Centulo đó. Bởi vì các cái Centulo, các cái polysaccharide mà những cái dạng mà nó không thể tạo ra được gluco để chúng ta thủy phân, bởi vì nó thủy phân không thể tạo ra được cái gluco để chúng ta hấp thu đó, thì bởi vì sao? Cái cơ thể người không có cái enzyme đó. Ví dụ như chúng ta không thể nào tiêu hóa được cellulose để tạo ra glucose, bởi vì chúng ta không có cái enzyme để phân các cái liên kết beta. Như vậy thì khi chúng ta ăn cellulose vào đó, thì những cái cellulose này nè nó sẽ làm tăng cái thể tích phân và nó giúp cho nước đi vào, nó giúp nước đi vào để làm tăng thể tích phân và nó gây ra nhuận. Thì ví dụ như mấy em sẽ thấy là methyl cellulose nè, đó cái nhóm cellulose là cái nhóm thứ nhất. Còn đang nói chất béo thì lát là cơ chế số 3, lát sẽ nói cơ chế số 3 kỹ hơn. Rồi, một cái nhóm nữa là em hay gặp là nhóm muối. Nhóm muối này thì ví dụ như chúng ta có muối magie hydroxit, chúng ta có magie hydroxit nè, tức là nó tạo ra một cái muối và trong muối đó thì nó cần chính là cái ion, ví dụ như các cái ion để giúp cho cái quá trình trao đổi nước, kéo nước vào ở trong lòng ruột. Tức là em thấy là kéo nước vào trong lòng ruột để nó thải ra được dễ hơn, hoặc là lactulose cũng vậy. Lactulose là một cái hợp chất đường và cái hợp chất đường này tạo ra một cái áp suất thẩm thấu. Thì ở đây người ta ghi mặc dù cái lactulose này là nhóm đường nhưng người ta ghi chung là saline, saline này là muối, và tạo cái cơ chế chính của nhóm này là gì, là tạo cái áp suất thẩm thấu osmotic. Thì ở trong đó có một cái cung cấp ion, ví dụ như là magie hydroxit để nó cung cấp ion magie. Khi nó vào cơ thể thì nó sẽ bị cái hydroxit này là nó bị trung hòa bởi cái axit ở trong dạ dày để nó phóng thích cái ion magie này vào. Đó thì cái ion magie này cũng giúp cho nhuận. Rồi gì nữa, ví dụ như lactulose là đường thì nó gây tăng cái áp suất thẩm thấu để nó kéo nước vào. Một cái chất tăng áp suất thẩm thấu nữa là polyethylene glycol PEG, thì cũng vậy, những cái chất này để giúp kéo nước vào trong lòng ruột và gây ra nhuận. Đó, rồi cái nhóm của mình là cái nhóm trên đây, nhóm thứ ba. Nhóm thứ ba của mình thì nhuận tràng theo kiểu gì, thì em sẽ thấy ở đây cái nhóm thứ ba này, ví dụ như nó có cái chất béo như là bisacodin nè, rồi cái gì nữa, nó có castor oil. Thì cái chất béo của mình chủ yếu nằm trong cái dầu này nè, castor oil là dầu thầu dầu. Dầu thầu dầu thì trong dầu thầu dầu nó có một chứa các axit béo đặc biệt của nó, đó là axit ricinoleic. Thì cái axit béo ở trong dầu thầu dầu này đó, hoặc là ví dụ như trong thảo huyết minh, nhưng mà trong thảo huyết minh thì nó sẽ có một cái cơ chế khác. Thảo huyết minh thì mốt em học tới cái nhóm anthraquinone, nó cũng có nhóm, nó cũng có tác dụng nhuận tràng tả hạ này nữa. Thì cái mình quan tâm nhiều nhất trong nhóm chất béo này chính là castor oil, tức là dầu thầu dầu. Thì trong dầu thầu dầu nó có cái axit béo được gọi là axit ricinoleic. Thì axit ricinoleic này nó sẽ kéo nước vào ở trong lòng mạch, và cái cơ chế này là gì, nó cũng sẽ giúp làm phân làm trơn. Và em thấy một cái cơ chế nữa là gì, nó lại gây kích thích các cái thần kinh đó. Chúng ta biết là ví dụ như ở cơ quan tiêu hóa nó cũng có một cái hệ hệ thần kinh riêng của nó, thì nó sẽ giúp kích thích các cái neuron thần kinh ở cái ống tiêu hóa ở ruột này và làm cho nó tăng cái nhu động ruột. Cho nên cái nhóm này là sẽ giúp gì, giúp làm trơn, giúp tăng cái nhu động ruột để đẩy phân đi, để phải phân đi đó. Ngoài ra thì người ta còn có một số nhóm nữa, ví dụ như là cái nhóm muối khoáng nè, mineral oil tức là muối khoáng, cái dầu khoáng, xin lỗi, nhóm dầu khoáng, hoặc là cái nhóm glucosat đó. Thì cái này nó sẽ làm cho, tức là nó cũng kéo nước vào trong lòng ruột để làm cho phân mềm ra và có thể thải ra ngoài, đẩy ra ngoài. Còn cái dầu béo mình lấy đại diện là ví dụ như castor oil, chính là một cái dầu béo đó trong cái nhóm axit béo, thì nó có tác dụng chính của nó, tức là nó cũng có tác dụng giữ nước ở trong đó, nhưng cái tác dụng chính của nó chính là kích thích cái hệ thần kinh ở ở ruột đó, và làm cho tăng cái nhu động ruột và giúp đẩy phân ra ngoài. Đó là cái chất béo của mình. Và thứ hai nữa là nó giúp làm trơn, nó giúp làm trơn. Thì đây là cái cơ chế của các cái chất nhuận tràng mà có thể gây nhuận tràng trong cái nhóm thuốc mà chúng ta học. Thì cái nhóm chất béo này, vậy thì em sẽ gặp ở trong cái nhóm thuốc, đó là nhóm tả hạ. Nhớ là chúng ta sẽ gặp trong nhóm tả hạ, và nó có cái tác dụng nhuận hạ, giúp làm trơn và giúp tống phân ra ngoài. Sau này chúng ta sẽ học nhóm thuốc đó.
Thì đây là công dụng của dầu mỡ cho em. À, trong ứng dụng trong thực phẩm thì ai cũng biết rồi là chất béo nó cần thiết, bởi vì đây là một trong những cái nhóm chất mà tạo ra năng lượng rất là lớn, cùng với carbohydrate giúp xây dựng cơ thể, tạo ra năng lượng cho cơ thể hoạt động. Rồi tá dược, đó, như thầy đã giới thiệu thì các cái thuốc mà đặc biệt là các hoạt chất của nó tan trong dầu thì người ta sẽ sử dụng các cái tá dược là những cái dầu béo để giúp hòa tan hoạt chất đó. Ví dụ như các cái viên năng mềm trong đó có chứa các cái vitamin mà tan trong dầu thì người ta sẽ sử dụng chất béo này. Rồi ví dụ như dầu đại phong tử nè, dầu thầu dầu, dầu mù u đó, thì đại phong tử á, đó, thì là cái dùng cái hạt của cây đại phong tử, thì cái hạt này nó có giúp là các chất sát khuẩn à, làm cho làm gì, tức là giúp sát khuẩn để trong cái điều trị mà thường là điều trị bệnh phong cùi. Rồi dầu thầu dầu giới thiệu là có tác dụng nhuận tràng. Dầu mù u á, thì không, thường là không dùng đường uống. Không biết là em nào mà có biết cây mù u, đặc biệt là các em ở miền Tây á, thì chắc biết. Tại vì cứ mấy đợt thầy hỏi rồi thì thông thường miền Tây thì biết cây mù u, mà miền Trung thì lại không có nhiều người biết. Thì cây mù u á, cái dầu mù u này là đặc biệt là rất là tốt trong cái việc mà điều trị bỏng, điều trị bỏng. Nhưng mà nó không được uống tại vì nó rất là độc. À, trong cái đây nó có chứa một số các hợp chất cumarin độc trong cái dầu mù u. Nhưng mà dầu mù u nó có tác dụng làm liền sẹo bởi nhiều cơ chế khác nhau. Ví dụ như có tính chất kháng khuẩn, nó có tính chất kháng virus rất là tốt. Và đồng thời nữa thì cái dầu béo của nó cũng giúp cho làm gì nữa, tức là nó giúp bịt kín vết thương và làm cho cái vết thương nó không có bị nhiễm trùng. Đó, như vậy thì và nó giúp làm liền sẹo, rất là mau liền sẹo. Cho nên dầu mù u thì người ta chuyên dùng để điều trị phỏng và làm liền sẹo. Rồi một số dầu thì dùng để điều trị chế chất cản quang, ví dụ như dầu anh túc. Chất cản quang thì em biết ứng dụng của nó rồi, tức là sự trong dầu anh túc, tức là dầu từ hạt áp viện đó. Thì một cái điều á là chúng ta biết ở áp viện nó có một cái lạ lùng là cái phần mà nhựa của nó, quả của nó, các cái phần nhựa quả rồi lá, tất cả các bộ phận của nó thì hầu như đều chứa alkaloid, mà trong đó là có chất gây nghiện rất là nổi tiếng là morphin. Tuy nhiên cái dầu béo của hạt của nó đó, tức là trong hạt của nó thì lại gần như không chứa cái alkaloid mà gây nghiện. Cho nên là một số nước mà người ta có trồng á viện, tất nhiên ở đây là nói về cái mảng hợp pháp, rồi trong đó có những cái mảng không hợp pháp nữa, ví dụ như cái nước ở cái vùng tam giác vàng mà người ta trồng á viện đó, thì ở những cái nước này thì người ta sử dụng cái hạt á viện giống như là một cái loại thức ăn giống như hạt mè vậy đó, để làm bánh kẹo. Bởi vì cái axit béo trong á viện là những cái axit béo không no và rất là tốt, cái giá trị dinh dưỡng rất là tốt hơn cả hạt mè nữa, và người ta sử dụng nó giống như là làm như là hạt mè trong các cái loại bánh kẹo đó. Và khi người ta trồng vậy thì người ta có thể ứng dụng được, lấy những cái dầu dầu của hạt của anh túc á, dầu hạt của á viện đây làm cái chất cản quang. Rồi bên em có cái axit arachidonic, thì cái axit này á, em nào mà hồi đã học dược lý rồi thì nó liên quan tới cái cơ chế của kháng viêm á. Đây là cái chất trung gian tiền chất và từ đó tổng hợp ra cái các cái prostaglandin và liên quan tới cái cơ chế viêm đồ đó. Thì đây là cái axit arachidonic, tức là gì, nói ở đây để hiểu là nó cũng có nằm ở trong cái cấu tạo tế bào ở trong cái cơ thể mình, axit arachidonic. Rồi các axit linoleic, axit linolenic thì đây là những cái axit béo không no như đã nói, các cái omega 3, các omega 6 và omega 9 nhân dân, thì đây là cần cho cái sự phát triển của trí não, có tác dụng là chống lão hóa. Rồi cái DHA, EPA và các axit omega 3 khác thì đó, thì đặc biệt là DHA và EPA rất tốt cho cái sự phát triển tế não, trí não. Rồi những cái axit omega 3 khác giống như axit linoleic, axit linolenic nói chung, thì những cái axit này tốt cho tim mạch đó, bởi vì trong cái cấu tạo của nó có nhiều cái hệ thống nối đôi liên hợp và giúp làm trung hòa các cái gốc tự do, rất là tốt cho tim mạch, rồi hạn chế mỡ trong máu, rồi có tác dụng gì nữa, tác dụng làm sáng mắt. Đó là cái tác dụng của những cái axit omega 3 hoặc là omega 369 là những axit béo không no. Thì đây là những cái công dụng của dầu mỡ. Còn nhắc lại trong dược liệu của mình thì khi em học ở các cái bài phía sau thì em sẽ gặp cái cơ chế của cái nhóm thuốc dầu mỡ này trong cái nhóm tả hạ, tức là cái nhóm nhuận tràng. Và cơ chế chính là gì? Là nó tác động lên hệ thần kinh phế vị, làm tăng cái nhu động ruột và đẩy phân đi. Cái thứ hai nữa là cái cơ chế làm trơn, và một phần nhỏ trong cái cơ chế có giúp cho kéo nước vào ở trong lòng ruột để làm cho cái giúp đẩy phân đi. Thì em sẽ thấy đây là cái công dụng của dầu mỡ. Rồi thì thôi chúng ta tới cái bởi vì giờ cũng trễ rồi, bây giờ chúng ta làm một cái bài test nhỏ nữa
ha, bài test nhỏ nữa thì cái bài này cũng vậy thôi, có một số câu trong cái bài test này thì lại thầy lại ít hỏi về cái dầu béo, tại vì bây giờ học hơi bị chậm đó, cho nên nó có một số câu thì nếu em nào đã đọc bài trước và có đọc luôn cái bài đó rồi thì chúng ta có thể làm được. Nhưng cũng vậy, chúng ta làm để cho nó coi thử coi mình sau khi mình học hoặc là mình đã đọc tìm hiểu thì mình còn nhớ được cái gì. Thì cái này thầy sẽ dùng cái phần mềm Kahoot ha, cái phần mềm Kahoot để cho mấy em làm. Rồi mấy em chuẩn bị vô cái Play Kahoot đi, rồi thầy lấy cái code rồi cho mấy em chơi một chút để chúng ta test lại cái kiến thức nhỏ, rồi bữa sau thì chúng ta sẽ học tiếp. Thì hiện tại theo cái chương trình đào tạo mới á, thì mấy em cần đọc bài trước, và tại vì ở trên bộ môn thì cái thời lượng không không có nhiều quá, cho nên là em thấy là thế nào cũng trễ hả, tại vì thầy dạy bữa nay thì mới được có mấy bài thôi, thấy đó. Rồi. Rồi thì bây giờ thầy sẽ cho mấy em cũng dạy mấy em đi vào cái ngay chỗ mà cái phần mềm Play Kahoot á, cái chỗ đó thì mấy em không cần cài. Mấy em không cần cài. Sau đó thì ở đây thầy mở cái code ra cho cái code rồi em lấy lên em nhập lên em tham gia vô. Rồi, mấy em nhập cái pin code này vô đi mấy em. 2218155. Mấy em đi vào ngay cái chỗ mà Joy Kahoot. Joy Kahoot đó, rồi mấy em chọn là 2218155.
Rồi thầy cho bắt đầu nha. Mấy em làm một số em thôi tại vì giờ kiểu lâu quá cũng không mấy. Rồi thầy cho bắt đầu. Xong để coi cái kết quả của một số người thôi. Rồi, thầy bắt đầu nha. À, cái phần này thì chưa chưa dạy mấy em, thì mấy em nào đọc bài trước rồi thì có thể chọn. Rồi đây mấy em coi xếp hạng ha, đó có bạn đó, thì ở đây thì nó xếp hạng sẽ dựa vào thứ nhất là trả lời đúng là một, thứ hai là mấy em nộp càng sớm thì nó sẽ có điểm cao đó. Rồi ở đây thì có họ Lam Giá C ha, họ Lam Giá C thì mình thấy đó các cái phần nữa nó sẽ xếp hạng đây. Rồi trong đây cũng có bạn ba chị mà gì đó trả lời sớm nhất. Rồi đây có 47 bạn trả lời đúng ha. Rồi nói chung là mấy em trả lời cũng trên thường là trên 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 tổng số trên 50% trả lời đúng. Rồi chúng ta coi xếp hạng. Rồi tiếp câu cuối cùng. Rồi câu này thì chỉ có 12 bạn trả lời đúng thôi. Câu này thì lại dưới trung bình nè. Thì các em sẽ thấy là cái mức độ các câu nó sẽ khác nhau. Mức độ các câu nó sẽ khác nhau. Rồi đây để coi bạn nào trả lời đúng nhất. Rồi đây nó có xếp hạng nè mấy em. Đó các cái hạng nhất nhì ba. Rồi có một cái bạn là trả lời 44 trên 5, cả ba đều 4 trên 5 hết nhưng mà có bạn trả lời sớm nhất thì được điểm cao nhất. Rồi thì hôm nay cái buổi học tới đây thì kết thúc, tuần sau chúng ta sẽ tiếp, mấy em đọc bài trước ha, tuần sau thầy sẽ đi nhanh hơn tại bữa nay là cái buổi đầu để giống như giới thiệu cái chương này á, cho nên là làm hơi chậm, thì bữa sau mấy em sẽ đọc bài trước vô thầy sẽ nói nhanh hơn. À, quan trọng nhất là chúng ta coi cái ứng dụng nó nhiều hơn, hoặc là cái cơ chế tác động nó, hoặc là cái liên quan tới cái y học cổ truyền của mình á, chứ còn cái phần cấu trúc á, thì có giới thiệu thôi, tại vì có cấu trúc để đôi lúc để cái cấu trúc nó giải thích được cho cái tác dụng và cái tính chất của nó, chứ còn cấu trúc thì đối với mấy em không có quan trọng lắm. Rồi hôm nay chúng ta dừng buổi học ở đây ha, cảm ơn mấy em rất nhiều, bữa sau chúng ta học tiếp.
Rồi chào mấy em. Dạ chào thầy. À, chào mấy em.